cái sáu ký chị ngon kìa. Rồi ok. Chị Trang Nguyễn ơi, sọc hồng 9 ký cho em số điện thoại nha chị nha. Đấy, sọc hồng. Sọc hồng 54 ký chị Trần Hương ạ. Rồi ok nè. Rồi các chị nào lấy nữa lên đâu nhanh tay rồi đợi em xíu lên lại nha mấy chị có bộ biết chưa. Chị đâu đây sọc hồng 10 ký và 116 là cái gì chị? 116 hồi ta là cái mẫu nào ta? Mẫu màu xám mấy chị, bộ ví chai là chai mã là màu xám kèm con nặng xuống thoại. Rồi cái này là sọc màu cam và sọc màu hồng. Chị nào lấy sọc cam sọc hồng kèm con nặng xuống thoại. Quần giờ cái màu cam sẽ là quần rút hai ra. Sọc cam 26 ký chụp trước hồ. Rồi ok nè. Cam nè. Sọc cam thì An Nhiên là 10 ký và 15 ký. Rồi ok. Trời cái mẫu này phải nói là cháy hàng nhà em luôn á. Rồi cháy hàng nhà em nha người nhà. Rồi chị nào lấy lên đâu? Rồi cái bộ đó là size tầm 18 đến 20 ký em. Sọc hồng 14 ký chị My Nguyễn. Rồi 18. Sọc hồng 10 ký chị Đào Đào. Xám. Nên cho em mã xám kèm con nặng nha. Comment cho em mã xám và kèm con nặng số điện thoại giùm. Bằng bằng 30 ký chị Nghèo Phan. Rồi comment cho em mã xám kèm con nặng số điện thoại giùm em nha. Một chút đơn với chị cái bộ màu xám nha. 100. Sọc hồng 16 ký 53 ký. Và mấy tầng màu trắng. Có phối màu xanh 16 ký. Rồi ok. Chú chị Giang Cảnh. Rồi ok nè. Đấy, rồi chị nào lấy lên đâu nhanh tay hỏi em nha. Rồi cái bộ đây có lẽ là rất nhiều chị hỏi luôn nè. Sọc hồng 9 ký chị Trang Nguyễn 833. Ok nè. Sọc cam 25 ký chị Kim An ạ. Rồi ok. Sọc hồng và sọc cam 25 ký chị Phụng Nguyễn. Rồi lên cho em mã xám kèm con nặng. Comment cho em mã xám để sao sao để nó. Xám kèm con nặng xuống thoại giùm em nhân viên chốt đô với chị rất là đẹp luôn, size từ 18 cho đến 20 kg là bên nhà mình ok với chị bộ hip hop nha, rất là đẹp mọi người ơi, phối màu nè. Rồi giá chỉ có 112.000 đồng, tình yêu nào lấy thì lên đơn nhanh tay hộ em đó là xám và kèm con nặng xuống thoại giùm em. Mẫu em đang mặc là cho em mã đó là toàn vàng giùm em mọi người ơi. Toàn vàng giùm em nha, toàn của nó đi, trời ơi dễ thương cho mấy chị ơi. Dạ màu xám bên em có size từ 18 cho đến 20 kg nha các chị. Đó, đặc biệt là mấy chị biết sao, mấy bé nhỏ là cứ thích mang váy, mọi người cứ đi xuống biển hoặc là đi đâu rồi này kia cứ xòe như thế này đúng không mọi người. Đấy, cứ bạn mang rồi cái đầm nào cứ hơi dáng dáng bắt đầu là đứng là trước gương rồi này kia cứ xòe miết cho em như thế này. Toàn vàng và sọc màu hồng 16 chị Nguyễn Tâm. Rồi cứ xòe miết như thế này mấy chị. Rồi đây cho xòe thoải mái luôn, size cho gì đó là từ sọc màu hồng 18 ký chị Dung Kim. Từ 8 cho đến 18 ký là giá sẽ là bao nhiêu? Sọc hồng 25 ký chị Liên Trần. Rồi ok. Sọc hồng 18 ký chị Tử Vi. Rồi ok. Sọc cam 18 ký chị Tư Cô Ca. Em nói anh Nhân là nhớ lên là chị. Chị An Nhiên ơi, chị Vân giúp em nè. Sọc hồng kìm ký nha. Và chị lấy máy bộ thì chị ghi giùm em là 2 bộ sọc hồng kìm ký. Rồi ok nè. Dạ rồi. Các chị bên em học nhớ ký nên các chị ghi giùm em là mã kìm ký nha các chị. Rồi mã kìm ký nha. Rồi cái sọc màu hồng đây có lẽ là cũng sắp cháy hàng rồi. Dạ rồi, đầm miệng và đứa chị Diễm đang mang bên em sẽ báo lại. Rồi size từ 8 cho đến 18 ký mấy chị thì giá sẽ là 84.000 đồng. Size từ 19 cho đến 30 ký thì giá sẽ là 94.000 mấy chị. Và mẹ chỉ có bao nhiêu mấy chị ơi? 114.000 đồng đối với size từ 31 cho đến là 52 ký đổ lại giùm em, cao 1m58 đổ lại. Vì em là hiện tại đang mặc cái size lớn nhất rồi thì em thấy như thế này là thoải mái. Còn ví dụ như mấy chị mà em xíu thì nói chung nặng ký hoặc là cao hơn em chút xíu nữa cũng ok nha. Rồi thêm tầng màu trắng một khối màu xanh trước cái chị Giang Cảm ạ. Rồi cái này là tầng xanh mấy chị. Màu này là lên cho em mã tầng xanh và mẫu em đang mặc là mã cho em là tầng vàng kèm sọc hồng 15 ký chị Vi Khoa ạ. Rồi giúp chị mẫu bộ đồ bí ảnh. Rồi mẫu chị Diễm đang mang có mã là tầng vàng giúp em nha các chị. Bên em có size từ 10 ký cho đến là 52, 53 ký mang vừa. Cả mẹ và bé mang vừa, mẹ là cao 1m 58 độ lại nha. 58 độ lại là như em luôn á. Nói chung là em Hồng Hương ơi, chị ghi giúp em nè mã kèm ký kèm số điện thoại giúp em nha. Tại vì chị Hồng Hương không có số điện thoại. Rồi mẫu này là mẫu Bimin khách ruộng em đang mặc mấy chị, còn vài bộ cuối cùng thôi. Tình yêu nào lấy thì lên cho em mã mới nha. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Thật sự chị nào nhận hàng cái bộ này em nói cũng mê. Sọc hồng 18 ký chị Cà Pháo Cà Chua ạ. Bộ này chị nào nhận hàng nó cũng mê hết. Còn sọc 10 ký chị Trịnh Loan Đê Đức Lưu ạ. Ok nè. Chị nào nhận hàng mà thật sự chị nào khó tính nhất thì em nghĩ là cái vải đây nó cũng quá ok luôn mọi người. Cái vải nó mướt lắm nha mọi người nha. Áo sẽ là co giãn co chay. Sọc hồng là toàn vàng 32 chị Cẩm Tiên ạ. Đấy. Tăng sang 14 ký chị Ngọc Huyền Trần. Vải này chính xác của nó là vải len dệt hàng cao cấp. Vậy bên em còn có mẻ sọc xanh tình yêu ơi. Sọc xanh đợi 22 ký chị Trần Anh Minh. Sọc xanh thì mọi người đợi em xíu nha. Mẻ này lên cho em mẻ mới nè. Tăng sang 16 ký chị Lượng Sinh Trời. Rồi. Tăng sang 10 và 52 chị Ri Si. Vậy nha chị nha, sau lưng may lưng thun rất là kỹ cho mọi người như thế này luôn. Và đặc biệt là quần. Sọc hồng 16 ký chị Hồ Sa Mai. Có quần bên trong luôn mọi người. Rồi nhanh tay giúp em nha, quần là quần lót vải có tầm xanh 16 ký chị Bi Nguyễn. Mã mới lên cho em mã mới kim con nè. Mã mới 10 và 15 chị An Nhiên. Rồi mới nha. Dạ đúng rồi chị Giang Cảnh là tầm xanh nó chốt 16 và 52 rồi. Mới này hiện tại em có size với chị là từ 6 ký cho đến 22 ký là giá 120.000 đồng. Và từ 23 ký chị Trần Thông Vân 39 ký đổ lại là
là giá 140 lên cho em mã mới là cái set váy này nha. Rồi ok, tình yêu là lấy thì lên đơn nha. 1 chiếc 15 cái chị Ngọc Huyền Trần, sọc vàng 17 và 10 cái chị Thảo Thảo tâm xanh, 20 cái mà đến đây thì Xuân Mai Nguyễn, mã mới 10 cái chị Trịnh Loan DW. Rồi ok nè, tặng mấy chị, tặng cho nó vui nha. Trời ơi, hai con gấu gấu như thế này có ba con rồi, tặng mấy chị cho vui đi. Tặng hai con đi thôi, còn con này để làm hình mẫu cho luôn được. Dạ chị ơi, bây giờ là mẹ sọc hồng là cái mẹ ở trên cái tường á chị, còn cái mẹ trên cái cây treo là mẹ là mẹ mới á chị. Cho nó lộn nha chị, hồ sơ mai chị lấy mẹ mới hay là sọc hồng trên tường chị ơi? Cái này mấy chị lên cho mẹ mới nha, mấy chị lấy cái đó là mẹ mới giúp em nha, mới cho nó để nó lộn. Mấy chị nhiều khi mấy chị comment sọc hồng với lại cái kia nữa, cái này nữa là nó lộn thì em để tránh trường hợp nó lộn. Rồi mọi người nghe em nói một xíu là lên cho em cái này mẹ mới. Rồi chị Ngọc Huyền Trần có đơn. Cái gì cũng có hai con sọc hồng 20 cái chị Phạm Kim Huyền, mẹ mới thì đây cái gì Nhi Nhi Huỳnh Huỳnh. Rồi ok nha, tặng xích váy là cái gì cũng không hiểu. Mới thì mấy chị comment cho em mã mới nha, cái này là mã mới. Sọc hồng 20 chị Phạm Kim Huyền có. Rồi, mã mới 16 ký chị Hồ Sa Mai đưa giúp 16 ký. Rồi ok. Sọc hồng 22 ký chị Trần Trâm Anh Minh ạ. Sọc hồng ở trên 20 ký chị Phạm Kim Huyền có. Mẫu này là mã mới. Mã mới 22 ký chị Nguyễn Ngọc Loan. Rồi ok. Sọc cam 10 ký chị Nguyễn Thị Hồng Phấn. Rồi ok. Rồi nhanh tay giùm em mấy chị. Rồi cái này mã mới mấy nha, mấy chị nha, cho nó khổ lộn. Còn cái màu hồng là ở sau luôn, cho nó chính xác như vậy luôn. Rồi quần chip nè, sẵn đang mặc váy mặc ơ rồi này kia. Mã mới 12 cái chị Linh 72 3 tầng xanh 17 cái chị Khánh Đoan Nguyễn. Mã mới 25 cái chị Linh Phạm Thị. Rồi tầng xanh và tầng vàng 32 cái chị Tiên Ly. Rồi tầng cái em đang mặc là màu vàng và cái này là màu xanh đó chị lên chị. Sọc vàng 25 cái chị Kim Anh. Rồi để chị nào nghe bên em đồng hồ đừng gặp lại giúp em nha. Rồi chip mã mới 28 cái chị Minh Thu Nguyễn ạ. Ok chị Minh Thu Nguyễn. Rồi cái này là quần chip nha mấy chị nha, quần chip hàng công ty nha mấy chị. Em không có bán quần chip hàng tào lao may mệt lắm mấy chị ơi, thật sự luôn. Theo cái Diễm là cứ em cứ thật sự mua một cái nó đáng cái mấy chị, mua một cái đáng cái chứ giờ mình mua ba cái hàng mà may ẩu đồ may ấy rồi về mất công mang tiếng đó mọi người đó. Thành ra là em chỉ bán hàng duy nhất hàng quần chip hàng công ty thôi, thì cái vải của nó quá là ok rồi. Vì nếu công ty mà nó bán hàng tào lao nữa, thật sự là công ty đó chắc là bây giờ cũng hết nói nổi mấy chị đó. Công ty mà giờ chẳng lẽ giờ nó bán hàng tào lao mọi người, mà chẳng lẽ ví dụ như giờ hàng xấu đó, ví dụ như hàng công ty được một cái mấy chị mua hàng được, nhà em được một cái, nếu hàng lỗi nếu hàng không đẹp mấy chị có thể mã mới 20 ký chị Hồng Nhiên Lô trả lại mã tặng gói không đồng trước chị Linh Nô. Rồi ok, tặng gói không đồng trước chị Phạm Kim Huyên. Rồi ok chiếc mấy chị, em có đủ size mấy chị là từ 6 ký cho đến là bao nhiêu ký nha ơi? 20 chiếc sập cam có giá là 112.000, bên em có ký từ 7 ký cho đến là 25-26 ký mang vừa, 26-27 ký mang vừa. Rồi, nha ok nè, nãy là sập cam kiềm ký giúp em nha cái okay, tình yêu nha. Rồi quần chip này thôi em tạm chốt cho mấy chị đó là từ 6 kg sang 140 lớn nhất rồi. Còn mấy cái trăm rưỡi ha. Từ 6 cho đến 22 kg là nhà mình ok và giá là 17.000 đồng một cái mấy chị. 17.000 đồng đối với hàng xịn như thế này nha, hàng xịn nha mấy chị. Còn cái hàng mà dạng như nó bán mấy ngàn cái thì cái đó hàng vẫn tăng là mấy chị ơi, không bán được. Rồi cái này em sẽ bán cho chị là combo giùm em là từ 3 cái. Đó là mấy chị mua giùm em là một set cho em như thế này là sẽ là 3 cái, nó phối cho mình là 3 màu như thế này. Đó là em sẽ bán từ combo 3 cái nha. Nếu mấy chị nào mua nhiều hơn thì sẽ là lấy 2 set hoặc là 3 set gì đó thì tùy thích nha mấy chị nha. Nó sẽ tăng lên 10 và 17 cái chị Thảo Thảo. Ok nè, lên cho em bạn. Sạc 23 cái chị Nghi Lê. Rồi. Lần chiếc 14 ký chị Thanh Nhi. Rồi ok nè, đó đang mặc váy mặc đồ mấy chị cũng mua vài cái này về có mình thay ra thay vô nha. Vì những cái này còn lắm chị, một năm phải thay cỡ phải 3-4 lần. Mấy bé mặc cái nào cũ cũ rồi cứ vứt đi cho để là ngứa rồi này kia với anh bé. Lần chiếc 22 ký chị Nguyễn Ngọc Loan. Rồi rất là nguy hiểm nha, nên mấy chị cứ thay thường xuyên cho bé. Rồi lên cho em mã chip giùm em 17.000 đồng. Chip 12 ký, 22 ký chị Thảo Thảo. 17.000 đồng một cái và bé Diễm sẽ bán từ combo 3 cái là 17 nhân 3 là 51.000 đồng cho một set như thế này nha chị. 51.000 đồng cho một set 3 cái nha. Rồi tình yêu nào lấy lên đơn cho em mã. Dạ sọc vàng sọc cam có size 26 27 ký nha chị nha. Mã kèm ký kèm số điện thoại để chốt hàng nha các chị. Ok. Còn chip 16 ký chị Vân Cẩm. Còn chip 18 ký chị Loan 10. Đây. Còn chip 20 ký chị An Nguyễn. Rồi, okay. 1 chiếc 16 ký chị Bí Kim. Rồi Giang ơi em đứng dậy. Chị Nguyễn Hải Yến thì đi giúp em là mẻ kèm ký giúp em nha. Rồi, 1 chiếc 17 ký chị Lệ Nguyễn ạ. 1 chiếc 15 ký chị Phương Thanh Lê. Chiếc 20 ký chị Thảo Lê. Chị Ni Nguyễn Trần Yêu ơi chị ghi em là chiếc kèm ký nha chị. 1 chiếc 18 ký chị Trang Lê. 2 chiếc 17 ký chị Linh Nga. Rồi chị nào lấy chip lên đơn nhanh tay giúp em mẹ chip kèm con nặng nha. Chip rồi hai combo chip chị Thiên Ý Nguyễn. Rồi, hai nè. Combo chip chị Hương Hương là 18. Rồi ok nè. Nó nhiều hình lắm mấy chị và có đủ size là từ 6 cho đến 22 ký thôi. Chip 15 có chị Điệp Lê. Rồi em đang chip 12 có chị Huy An. Rồi. Dạ, em hết đây 2 ký rồi tình yêu ơi. Tình yêu đi Nguyễn chị lấy chip kèm ký giúp em để chốt hàng nha. Đây mấy chị. Chị
xem cái hình là cái bộ mặt sọc màu vàng này. Đó. 92 kg chị Trương Thị Mỹ Hạnh. Sọc vàng. 91 chị Huy Nghe. 92 kg chị Loan BW. Sọc vàng nha, mặt nó 94 kg chị Bích Nguyễn. Đây, đây là mẹ. 10 kg chị Đào Đào. 2 kg 14 kg chị Ni Nguyễn. Rồi. 90 kg chị Phạm Kim Huyên. Đấy, đẹp mấy chị ơi, nét như là Sony luôn á chị. Và đặc biệt là em rất là ưng cái lưng quần này. Nếu mà sau này có may nhiều thì em sẽ may cái lưng này nè mấy chị. Quần mặc... sọc áo màu cam 22 em kéo chị Hằng tròn 292. Cứ mặc cảm nhận quần nha. Quần kiếp 10 kéo chị Nguyễn Thị Hồng Phấn. Rồi đây, sọc vàng mấy chị. Quần kiếp kéo chị Nguyễn Thị An ạ. Rồi đặc biệt một thêm một cái lưu ý nữa đó là mấy chị mua hàng nhà em, thứ nhất toàn bộ hình 100% mấy Diễm tự chụp 100% em sẽ tự quay và em sẽ có gắn tên của shop em vô, số điện thoại, địa chỉ đồ này kia em gắn hết lên cái hình luôn nên mọi người yên tâm là cái đó là chính chủ nhà em rồi. Hàng như nào với Diễm chụp ra như đó. Đó cho em không giống như những shop khác tải mấy cái hình của hot girl hot nào trên mạng rồi về đăng lên trong khi giao hàng nhà mình đó là đây là hình trên mạng và đây là hình thực tế thì nhà em không có vấn đề đó, trên mạng như nào giao như đó. Mà chẳng qua là mấy chị sẽ thấy khác một cái là mỗi dáng người khác nhau, mặt nó sẽ khác nhau. Ví dụ như em mặt có thể là hơi xấu, mấy chị đẹp hơn, mấy chị mặt đẹp hơn xíu. Đó và em thật sự em nói luôn là em hơi mặt béo mấy chị. Thành ra là mấy chị mặt nó sẽ hơi xấu một xíu, còn mọi người ốm hơn em một xíu, mọi người gầy hơn, mọi người đẹp hơn em, mọi người mặt đẹp hơn em xíu nha chị nhá. Đó thì hàng như nào thì mặt như đó, nhưng mà chẳng qua là mỗi người khác nhau thì sẽ mặt nó khác nhau. Còn ví dụ trường hợp là da em nó đen quá thì em mặt nó không có được đẹp giống như mọi người, hoặc là này kia, nói chung là vấn đề ABC gì đó thì sẽ khác nhau. Chứ còn hàng là như thế nào giống như đó nha. Các chị đưa giúp em là khách mới thì đưa là mã kem cưới có số điện thoại giúp em nha các chị. Kem số điện thoại giúp em ấy. Sạch vàng. Chú chị giao phạm là 14 kg. Rồi ok này, chứ đừng mọi người đừng nghĩ là ủa sao cái bí Diễm nó đăng á sao nó đẹp quá mà bí như mình không đẹp. Là do là mấy chị biết sao không? Ồ nhiều khi bí đó nó tròn hơn, rồi bí nó trắng hơn, bí nhà mình là hơi ngâm hơn, hoặc là bí nhà mình là kiểu không có tóc rồi này kia. Xong đây 22 kg chị Hằng tròn. Thì cái đó là do như vậy nha. Chứ mà còn hàng như nào Diễm giao giao như đó nha chị. Còn cái này đẹp quá chị ơi. Cái áo này thật sự là cũng là một trong những mẫu mà đang cháy hàng nhà em luôn. Đang cháy hàng luôn và hiện tại đang mặc cái này thì cũng thay cho mọi người xem được hơn. Xong xong 16 và 50 kg chị Hải My. Nhanh tay giùm em mấy chị, thôi cho mọi người xem hình nha, vì cái này em chụp hình nhiều quá rồi. Lên cho em mã đó là áo kèm con nặng, số điện thoại nhân viên chốt đơn mấy chị. Mã tầng xanh lưu ý giúp em là tầng xanh là cái váy. Đây, ở đây. Trên là màu trắng, ở dưới là màu xanh nha các chị. Đây là còn mã chị Diễm đang là mã tầng vàng giúp em nha. Rồi anh Nhân chạy cho em cái comment mẫu đang mang là tầng vàng và mẫu có cái phối trắng là tầng xanh, mã tầng xanh. Rồi lên cho em mẫu áo gia đình mấy chị. Đây sẽ cho mọi người xem là vì những cái mã sọc màu cam 18 kg chị Nguyễn Nga. Rồi ok này. Dạ rồi áo gia đình bên em có size từ 6 kg cho đến là 80 kg mang vừa luôn nha các chị. 82 kg quay đầu. Dạ rồi chị Hoa Tá, mình lên giúp em nhanh là mã là áo gia đình kèm giùm em số ký nha. Rồi báo size cho mọi người, size từ 6 kg cho đến 19 kg thì giá sẽ là 82.000 đồng một cái. Vì sao mấy chị, vì sao mà mấy chị hay nói áo trên thị trường mua 50-60 ngàn mới Diễm bán 82 ngàn đồng thì xem phép luôn cho mọi người là em bán áo này giá sỉ bằng giá lẻ đó, giá sỉ bằng giá lẻ giùm em là vì em may cho chị chất liệu này có tông hàng xịn, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, bao hình in giặt máy giặt cho chị không bị nát hình in, trường hợp nào nát hình in mấy chị trả lại giùm em để em trả lại công ty. Còn thêm 15 kg chị bình cao em đều bồi thường vàng và hoặc là sọc cam là giá là 112 ngàn nha chị. Rồi, chị lên với em là sọc vàng sọc cam kèm ký nha. Rồi sọc vàng sọc cam và kèm ký, rồi áo cho mọi người xem hình nha. Và mọi người lưu ý giùm em là toàn bộ những cái hình mà em đăng là em đều có để cho chị, mấy chị nhìn cái dòng chữ chạy ngang qua này. Thì đó là shop em cái chị Quý Đinh. Rồi đó, shop em tự chụp toàn bộ là hình bên em tự chụp hết nha mọi người nha, không có lấy hình trên mạng hay lấy hình gì hết. Em như nào em chụp như đó, có 66 mấy chị đó, giờ hơi 66 thôi, chụp xem đã đỡ chứ gì nha. Chứ giờ biết sao áo gia đình hợp màu giúp em nha các chị nha. Rồi ok, mã là áo gia đình điểm chốt 18 và 52 chị Huyền Minh. Rồi ok này. Áo gia đình hai áo với chị An Nguyễn. Rồi áo gia đình trước chị Thư Nguyễn là 15 và 52 kg. Vải có tông này hầu như em thấy chị nào nhận hàng cũng mê hết á, vải này mát lắm mấy chị ơi, rất là nhiều chị nhận hàng xong khen rồi. Vải tông xanh 10 kg và 45 kg chị Trần Khuê. Rồi lên chị mã áo gia đình nha. Rồi các chị lưu ý giúp em là mình coi giùm em là mã nào chị Diễm đọc cái bộ đó là mã gì để chốt cho đúng sản phẩm nha các chị. Rồi áo giùm em, thằng em cho em mà áo kèm con nặng số điện thoại với chị. Áo này mặc xinh lắm, đặc biệt là mấy bé, trời mấy bé mà nhỏ 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 mặc cái áo này. Và áo này áo đồ riêu này năm nay đang hot với chị. Áo đồ riêu này năm nay hot lắm luôn, và cái màu xanh này đang hot trend. Sọc hồng 16 kg chị Mỹ Nương. Cái màu này mê lắm với chị ơi. Cái màu này rất là mê luôn. Áo gia đình 12 và 28 kg chị Minh Thu Nguyễn. Rồi ok này, đốt lên cho khỏi nhau đi. Rồi rồi đây nha, mấy chú chị xem là đổi cho em vì em không có đi thay mẫu. Áo gia đình chú chị Nga My. Rồi ok. Áo gia đình chị Trinh MK. Rồi ok, nhanh tay giùm em. Rồi chị nào lấy lên đơn nhanh tay hộ em nha. Chị nào lấy quần chip thì chốt cho em mẹ chip kèm con nặng nè. Rồi chip kèm con nặng xuống thoại giùm em, lên đồ biết trai một xíu nha.
cho chị cái mẫu đồ thể thao nè, mà còn số lượng đi em ơi. Thể thao cho chị một. Dạ quần kiếp không có 40kg chị em. À, chị tên là trong tay, chị có nhớ mình đem hàng bên em không ạ? Trong tay 404 á chị em. Người nếu nhớ thì quay ra cộng giúp em 100 ngàn. Đó, chứ nói với chị nào mà có nhớ mà đã là không biết lý do như thế nào mà đơn hàng nó lỡ hoàn về. Thì nhiều khi cái vấn đề của mình thì em cũng không rõ lắm. Có nhiều, có thật sự có nhiều đơn hàng thì cũng biết lý do. Nên thành ra là nếu mà chị nào mà thật sự thật tâm muốn mua hàng nhà Bí Hiểm thì em cũng không muốn muốn ấy làm gì, em cũng rất là muốn bán á chị. Chị mua là em muốn bán lắm nha mẹ. Không, mình thì nếu chị nào đã lỡ mà có đơn hàng hoàn về mới chị cộng với em 100 ngàn đi. Xong rồi mấy chị vô chốt đơn rồi đấy, đồng em trừ tiền 22, 27 chị Trương Thị Mỹ Hạnh ạ. Rồi em có kể là sọc màu xanh 50, 26 và 17 chị Ngọc Như ạ. Rồi sọc màu xanh chút đi mẹ, sọc xanh kèm con nè. Sọc xanh này tương tự em hết mẹ rồi mọi người ơi. Cháy hàng toàn tập. Cháy hàng. Rồi cho chị cái set lấy cho chị sẵn cái set kia lộn lại giùm chị, chuẩn bị chị đi mặc cái váy. Dạ đúng rồi nha chị ơi. Chị qua trên nhắn cọc giúp em để nhân viên chip. Để nhân viên chip là chốt hàng trong mình liền luôn nha các chị. Đúng rồi. Mấy chị ở đây mình cũng đi 32 chị chưa phát ạ. Chị. Nói chung mấy chị mua thì mấy chị muốn bán lắm, nhưng mà sợ mấy chị khó nhận hàng đó thì mọi người thông cảm giùm em, buôn bán cũng khổ lắm mọi người. Đó, thật sự một bộ đồ như thế này mấy chị bán sỉ bằng lẻ không lãi được bao nhiêu hết, nhưng mà cái đơn hàng nó lỡ hoàn về thì em phải, chính bản thân em phải mất 50 ngàn rồi đó. Thì em sợ mọi người khó nhận hàng quá thì mọi người hy vọng là mọi người hợp tác và cho em xin 100 ngàn tiền cọc trước để cho mình nhận hàng cho nhanh. Sọc xanh là cái này nè em ạ, sọc xanh là cái này nè, mấy chị lên cho em mã sọc xanh nha. Đây nè, đẹp lắm mọi người ơi, áo của nó này co giãn đẹp cực kỳ. Áo gia đình 31, 55 và 70 chị bàn tròn nhỏ. Rồi ok nè, lên cho em áo nha. Ơ quên, cái này là sọc xanh 14kg chữ hoa tròn. Rồi sọc xanh này có size là từ 6kg cho đến 22kg là giá 120.000 đồng á chị. Từ 23kg cho đến 39kg, bé nào cao 1m35-37 rủ lại giúp em. Cái này 39kg nhưng dành cho em bé, không dành cho mẹ. Áo gia đình 15kg chị Kim Anh. Mẹ em hết rồi chị. Sọc xanh 25kg chị Nhã Phương. Rồi ok này, cho cách xem sọc xanh này để chị đi mặc cái mẫu. Sọc xanh 12kg chị Yến Nhi. Rồi ok này, rồi đây để chị lướt qua em cho cách xem. Sọc xanh 22kg chị Hạnh Rina. Rồi ok, cảm ơn chị Hạnh Rina này. Rồi đây Giang, em đứng đem cho khách xem đi em. Dạ sọc cam còn nha chị ơi, mẹ là sọc cam nha các chị. Nó xanh từ 7 cưới cho đến 25-26 cưới không hả? Rồi ok, sọc xanh giùm em với chị. Rồi mọi người đợi em xíu, em đi thay cho chị cái mẫu váy này nha. Sao chuẩn bị qua đồ bí trai thể thao. Dạ rồi, chị lấy xe nào ngày mai chị báo nhân viên họ lấy y chang cho mình theo nhu cầu của mình luôn nha chị. Sọc xanh 10 cưới chị đều. Ví dụ xe là ngày mai chị báo nhân viên giúp em. Sọc xanh và sọc cam. Cam là tầm 27kg, báo chị cam 27kg đổ, 26kg đổ lại thôi em. Dạ sọc xanh bên em bây giờ có size từ 7kg cho đến 39kg dành cho em bé nha các chị. Rồi ok này. Sọc xanh 23kg chị Nhi Lê. Rồi ok này. Rồi ok, chấm bài tương tác giùm em mọi người ơi. Rồi đợi em xíu nha. Dạ sọc cam không có 30kg nha chị, từ 26-27kg đổ lại thôi ạ. Cho khách xem cái mẫu đó, chị mặc luôn em hình đại diện. Sọc xanh 40kg chị Thúy Anh. Sọc xanh 23kg chị Hoàng Hồng Nguyễn ạ. Rồi ok, Hoàng Hồng Nguyễn nè. Rồi em ra lên em mặc cho mọi người xem cái mẫu này. Vì rất là nhiều chị không biết cái mẫu này mặc vô như thế nào. Thì đây Bí Hiểm sẽ mặc cho người xem. Và mẫu này là em có size cho chị rồi ok. Ok bỏ xuống đi. Sọc xanh 32kg chị Tiên Ly. Áo này em may dài không chị? Không sợ ngắn nha, may dài vô tư cho mọi người luôn. Nhưng chị nào thích ngắn hoặc là chị nào thích ngắn hơn cho nó đẹp, sang lên giùm em. Sọc cam 14kg chị Hoa Trần. Sang lên là nó không có rớt xuống nha chị. Đây sang lên giúp em, nó không có rớt xuống đâu, nó giữ. Vì đến đây mặc ôm mà sang lên nó không rớt xuống nha. Sọc hồng chị Diễm đang mang đó chị ơi. Siêu đẹp luôn, và trong váy này may siêu dài. Do em không có thời gian em tháo ra, cho em tháo ra lại dài qua gối với chị. Dài qua gối luôn giùm em. Nhưng khi mình muốn ngắn tới đâu rút tới đó chị. Muốn ngắn hơn nữa rút lên giùm em. Muốn ngắn tới đâu rút tới đó giùm em là nó sẽ lên nha. Và chất vải đây phải nói là siêu đỉnh và siêu đẹp luôn cho em nhớ chị nhá. Đấy, rút hai bên chạy sọc, rút hai bên cho em như thế này. Đây ok cho mọi người ơi. Rồi chị nào lấy lên đơn cho em mẹ sọc hồng kim ký. Báo giá em chị em ơi. Báo gia đình 17kg, 21kg, 60 và 60 chị Trương Phạm ạ. Rồi ok. Còn bộ là váy này bên trong có quần nhớ chị. Đây váy bên trong có quần, không có sợ bị lộ hàng hay bị lộ gì hết mấy chị. Váy toàn bộ bên trong có quần luôn. Rồi tình yêu lấy lên đơn cho em mã sọc hồng kem con này. Size từ 6kg cho đến 22kg thì giá sẽ là 115.000 đồng. Từ 23kg cho đến 39kg là giá 130.000 đồng mấy chị. Và mẹ là từ 40kg tương đương size SML là 40kg cho đến 62kg là ok. Và mẹ có giá là 165.000 đồng mấy chị, rất là đẹp luôn. Đây rồi chị nào lấy lên đâu nha, cái này hai mẹ con mang cặp mang đi biển luôn này kia chơi đẹp lắm. Sọc hồng 21kg chị Thảo Lê. Rồi ok này, váy rất là dài mấy chị, váy cực kỳ dài luôn em. Đây trời, bây giờ em không có tháo cho mọi người xem được, tháo có công rút lên nhưng mà nó dài lắm đó. Mọi người muốn rút tới đâu mọi người rút, hoặc là mấy chị có thể mặc thành đầm body cũng được luôn á. Rồi chị nào lấy lên đơn nha. À đây cái xếp ngồi này đúng rồi, bí Giang cho mọi người xem này. Đây mấy chị,
nó siêu dài cho em như thế này nè. Mọi người mặc xong mọi người muốn rút tới đâu mọi người rút là thành như em như thế này nha. Rồi ok chưa? Sản phẩm ở đây cái gì như hình hình nè. Quay đồ bé trai một xíu siêu. Quay đồ bé trai một xíu siêu nè. Đồ bé trai, đồ thể thao bây giờ chắc còn lấy size lấy số hết rồi. Hôm nay là em like cho mấy chị là em like bữa cuối rồi, bên em có thể là nghỉ ít nhất là một tuần mấy chị. Bên em nghỉ có thể là ít nhất là một tuần nên thành ra nếu mấy chị nào còn hàng đồ này kia để đi chơi hoặc là còn gấp gì đó, mấy chị có một là ghé qua shop em. Còn nếu phù hợp mấy chị ở xa mấy chị có thể xem lại livestream phát lại hoặc là những cái hình mà em đăng á, mọi người nhắn tin qua để mà bên em lấy hàng nha, chứ bên em không like được tại vì bên em đang có việc bận á. Thì shop hôm nay mới tới cho chung khuôn ạ. Nghỉ là một tuần mấy chị. Shop hôm 32 và mẹ 55 chị Tiên Ly. Rồi mẹ đẹp lắm mấy chị ơi. Sập hồng này mẹ mê luôn á, trời ơi em mê luôn mọi người, cái set này thật sự là em là ưng nhất trong những cái kiểu luôn á. Sắp tới là em sẽ may cho mấy chị thêm những cái mẫu như em đang mang nha, sắp tới mang nhiều lắm nên mấy chị theo dõi giùm em. Rồi bây giờ lên cho mấy chị đồ thể thao đi, sau đó cho chị một bộ hip hop đi em. Bộ nào, bộ có tay á, bộ sáng nhất đi, sáng nhất màu vàng á. Rồi sản phẩm cho bé 10 ký chú chị Mai Hoàng. Rồi ok, lên cho em bộ thể thao giùm em mấy chị. Comment cho em mã sắc mắt kèm màu. Mã sản phẩm chú chị Ngọc Thanh ạ. Sản phẩm chị Vũ chị Hằng Nhi. Rồi ok nè. Sản phẩm chị Hằng Quý. Rồi ok. Mã sản phẩm 15 chị Nguyễn Hà Nè. Rồi ok nè, lên cho em mẫu này là comment cho em mã sắc mắt kèm màu kèm ký xuống thoại giùm em nhân viên chú. Sản phẩm chị Thu Thu là 60 và 16. Rồi ok nè. Lên cho em sản phẩm này không có 30 ký chị ơi, chị chốt mẫu khác có 30 ký giúp em nhé. Màu hồng là em đang là có 30 ký này, trong váy này. Rồi sập màu xanh này có 30 ký nè mọi người. Sập màu xanh. Sập hồng 18 và 50 chị Phượng Trần. Rồi mẫu mã mới này. Sập hồng 16 ký chị Xuân Phạm. Rồi mẫu mã mới này có 30 ký này. Đó mã mới này có 30 ký này chị lấy giùm em, hoặc là đầm tầng. Đầm tầng lúc đầu là em có mang á, tầng xanh và tầng vàng là có 30 ký tuổi qua giùm em. Rồi em lên chấm chị bộ thể thao. Sản phẩm 13 ký chị Diệu Nguyễn 975. Rồi thể thao xác nách giùm em nha mọi người nha. Thể thao đáng lẽ là sáng nay nó về lô mới nhưng mà do xe nó đang bị kẹt gì đó em cũng không rõ, nó thành ra là hôm nay là chưa có về. Em vẫn còn đang like hàng lẻ sai nha. Lẻ sai thì cái này nó cũng còn khá đủ sai nhưng có một số sai nó ít thôi, có vài sai nó hết nha, nên mấy chị cứ comment lên em sẽ tạm chốt đơn và tí nữa nhân viên sẽ chia hàng đó. Nếu chị nào còn cái nào nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn và báo cho mình nha. Rồi comment cho mã xác nách kèm màu em có nhân chị là xác nách màu cam nè. Rồi cầm giúp chị Giang ơi. Mã mới 14 ký chị Thanh Nhi. Rồi xác nách màu cam nè, xác nách màu biển giùm em nè, xác nách màu vàng. Rồi xác nách màu ghi nha mọi người nha, và xác nách màu xanh lạ. Màu này là màu xanh lạ. Size cho mấy chị nó là từ 10 ký cho đến 23 ký giùm em. Màu cam có chân váy 30 ký chị Trung Phương là mã mới nha, chị Trung Phương nha. Ok cái này mã mới nè. Mẫu này mã mới nha, chị lấy mã mới chút mã mới kèm ký. Sản phẩm 13 ký chị Nhi Nhi Huỳnh có. Rồi lên cho em xác nách kèm màu mấy chị. Comment cho em mã xác nách màu biển nè, xác nách vàng. Rồi xác nách màu ghi giùm em mọi người nha, màu ghi rất là sang luôn. Bộ thể thao này, bộ thể thao cặp bố và con trai. Đó nãy giờ là em like cho mấy chị là mẹ và bé gái rồi, bây giờ lên cho mấy chị đó là bố và con trai nha. Rồi mã mới 30 chị Trung Phương ok chị. Rồi size từ 10 ký cho đến 23 ký thì giá sẽ là 89.000 đồng. 24 cho đến 39 ký là giá sẽ là 99.000 đồng một bộ, và từ 40 ký cho đến 78 ký quay đầu giúp em là giá 120. Mọi người chốt đơn nhanh tay cho em mã là xác nách kèm màu kèm ký số thoại nhân viên. Tăng thêm 25 ký thì nhẹ phương. Rồi ok nè, lên cho em mã xác nách kèm màu, chất liệu nó sẽ là vải thun lạnh hàng cao cấp. Thun lạnh hàng cao cấp giùm em, vải này siêu đẹp luôn, chị nào lấy lên đơn nha. Thun lạnh hàng cao cấp nha chị, chút đơn cho em. Xác nách màu ghi 17 cho Huyền My. Rồi chị ok. Dung Phương, chị cứ lên giùm em là áo gia đình kèm giùm em số ký mình còn mua nha. Rồi áo gia đình. Mã mới nhiêu tiền và tùy vào số ký mình muốn mua nha các chị. Rồi mã mới nhiêu tiền ham. Rồi ok cho mọi người xem cái hình và cho báo giá cho mọi người luôn. Đợi em xíu 30 giây với chị. Mã mới này có size cho chị là từ 6 ký cho đến khoảng là 6 cho đến 22 ký thì giá sẽ 120.000 đồng, và từ 23 cho đến 39 ký, bé nào cao 1m tầm 35 đổ lại giùm em thì giá sẽ 140.000 đồng. Lên cho em mã là mã mới. Đây hình mẫu mặt nha mấy chị nha, rất là xinh luôn. Rồi tình yêu nào lấy mã mới chú kia mã mới kèm ký nha. Đây. Sản phẩm màu ghi 12 và 25 chị Trinh Binh ạ. Rồi mới size từ khoảng là 7 ký, từ 6 ký cho đến 22 ký chị, là giá là 120.000 đồng, và từ 23 cho đến là 39 ký chị. Mặc dễ thương lắm nha chị nha. Rồi tình yêu lấy lên đâu. Sản phẩm màu ghi chị Thanh Dung ạ. Rồi bộ đây là bộ thể thao xác nách kèm màu. Lên chi mẹ xác nách kèm màu mẫu em đang mang. Sản phẩm màu 60 ký chị Liên Trần. Ok nè. Xác nách màu vàng cho chị Thấm Nguyễn. Rồi em có là màu xanh biển. Xác nách màu ghi chị Nghè Phan 45 ký. Em tạm chốt đơn nha. Bộ thể thao là em sẽ tạm chốt đơn vì cái này em cũng like mấy lần rồi á, nó cũng không còn đủ size hết được. Ở tí nữa nhân viên sẽ chia, nếu mà chị nào còn cái nào nhân viên sẽ bán mình cái đó nha. Rồi em lên lại bảng màu để em qua màu tiếp theo luôn. Chị Mai Hoàng, chị có giùm em xác nách cái màu giùm em nha. Rồi lên cho em mã là xác nách màu cam nè, xác nách màu cam.
Rồi màu này màu xanh lẹ là một trong những cái màu mà mấy chị mua cho bố con, là hầu như màu này bán chạy nhất, là đó là màu xanh lẹ. Xanh lẹ mấy chị, nó là giống như là em uống họ không biết là xanh như nào, cứ kêu xanh lẹ chứ giờ cũng không biết tên chính xác nha. Rồi cái này màu biển nha mấy chị. Số 17 ký đủ màu, em để ngày mai em chốt, nếu còn mà nào em lấy chị Ngân nha. Rồi ok nè, rồi màu vàng mấy chị, xác hết vàng và cái này là màu ghi, rồi chị nào lấy lên đâu. Rồi áo gia đình là có size cho mấy chị, đó là từ áo gia đình là xong, tiếp tục cho chị bộ màu vàng cái túi nhé. Áo gia đình túi chị Dung Phan là 22, 26, 55 và 72 ạ. Áo gia đình mọi người, áo gia đình là vải thun cốt tông, vải này mát lắm mọi người. Xem ánh màu ghi 34 chị Mai Hoàng. Cái đồ riêu này năm nay đang hot. 12 và 65 chị Thanh Dung. Đồ riêu này năm nay đang hot nha, buổi trước bị diễm mặt chụp hình rất là nhiều luôn. Đây, lên cho em mà áo gia đình. Xem lẽ 17 ký chị Thương Thụy Nguyễn ơi. Rồi áo gia đình kèm ký, số thoại nhân viên chốt đơn, size từ 6 kg cho đến là 19 kg thì giá sẽ 82.000 đồng, từ 20 kg cho đến là 33 kg chị là giá 92.000 đồng, và từ 34 kg cho đến là 82 kg quay đầu giúp em là giá chỉ có 118.000 đồng đối với của bố mẹ, rất là rẻ nha chị nha. Rồi lên đơn cho em mà đó là áo gia đình hoặc là áo thôi cũng được mấy chị, áo kèm con nặng, số thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị, áo gia đình nha, đây mấy chị. Đấy, rồi tình yêu nào lấy thì lên đơn nhanh tay hộ em chị, pin 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 lên giùm em số điện thoại nha. Rồi comment nhanh tay cho em mã áo nha. Rồi cái đầm này, cái đầm đây thì lúc nãy em mang này, coi cho chị bộ này đi em ơi, khỏi chi cũng được. Đây đầm đây là tầng màu vàng và tầng màu xanh giùm em chị, tầng vàng và tầng xanh kèm ký, số thoại nhân viên chốt đơn, tầng của nó này đẹp chưa. Rồi size cho chị là từ 8 cho đến 18 ký là giá sẽ 84.000 đồng một cái, từ 20 ký cho đến 30 ký là giá 94.000, và từ 31 ký cho đến khoảng là, rồi khoảng là lớn nhất giùm em là 50 kg đổ lại giùm em, 50 kg cho mẹ nào cao 1m là 58 đổ lại là mang ok, mẹ là 114.000. Lên cho em mã tầng xanh hoặc là tầng vàng kèm ký, số thoại nhân viên lên đơn chị. Tầng xanh hoặc là tầng vàng kèm ký và số thoại giùm em để nhân viên chốt đơn nha. Rồi qua mẫu tiếp theo luôn. Sắc nắng màu xanh lạ 15 32 và 60 chị Thịt Đầu Hoài An ạ. Rồi ok này. Sắc nắng màu cam màu xanh lạ 56 kg chú chị Bung 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 ạ. Rồi ok này. Rồi lên mẫu tiếp theo đó chị. Rồi em lên mẫu tiếp theo, comment cho em mã bộ vàng. Rồi bộ vàng dành cho bé trai nè, mấy chị chốt cho em mã bộ vàng kèm ký. Rồi bộ vàng này. Màu vàng chị Thắm Nguyễn 10/24 có đơn. Rồi ok chị nè. Rồi ok mẫu này. Tầng xanh 13 ký chị Diệu Nguyễn. Rồi ok nè. Rồi lên cho em mã bộ vàng. Tầng xanh 15 ký chị Bình Cao có đơn. Rồi ok nè. Bộ vàng mấy chị sai cho mấy chị là từ 15 kg cho đến khoảng 18 kg ok. Tầm vàng 25 kg chị Kim Anh. Rồi 15 cho đến khoảng 19 kg mấy chị. Là giá sẽ là bao nhiêu nè, 89.000 đồng. Xe đại còn không? Xe đại có 15. Rồi xe đại là từ khoảng là từ 23 kg này, từ 23 cho đến 37 kg. Từ 23 cho đến 37 kg giùm em là giá 99.000 đồng một bộ, và từ 38 kg cho đến là 52 kg quay đầu giúp em là giá 135.000 đồng. Tầng xanh và tầng vàng chị Bảo Trân lên giùm em số ký để chốt hàng nha. Lên cho em mã bộ vàng kèm ký bí, số thoại nhân viên chốt đơn với chị bộ màu vàng. Chị lấy bộ vàng lên mã bộ vàng. Size mấy chị là từ 16 ký cho đến là 19 ký giùm em thì giá sẽ là 89.000 đồng. Từ 23 cho đến 37 ký là giá 99.000 với chị, và từ 38 ký cho đến 52 ký ok là giá sẽ là 130.000 đồng. 135.000 đồng. Chốt cho em mã bộ vàng nha, bộ hàng cao cấp của bé trai nha. Nếu lấy chốt đơn mã bộ vàng kèm ký. Rồi bộ vàng và kèm hộ em đó là con nàng số thoại nhân viên chốt đơn chị. Bộ vàng kèm ký bí, à em còn một cái tầng cái màu đây nữa nè. Ừ cái màu đây cũng rất là đẹp mấy chị. Lên cho em mã tầng cam kèm ký, số thoại nhân viên chốt đơn với chị, còn màu cam. Rồi đẹp chưa chị ơi. Rồi chị nào muốn lấy thêm thì lấy không đổi màu nha, vì hiện tại cái màu này có ít lắm. Nhá, có ít lắm. Bộ vàng 52 ký chị Hồng Ca. Bộ vàng 32 ký chị Thịt Đầu Hoài An. Rồi cho chị tiếp theo bộ vàng 25 ký chị Thanh Kiều. Dạ rồi em ơi. Tầng vàng và tầng xanh 19 ký chị Bảo Trân. Rồi ok. Trời cái này mà mặc xong một xòe một vòng cho em như thế này phải nói là nhức cái nắp đó chị ơi. Mấy mỹ mấy chị gái là mê lắm. Cái này màu vàng nha. Rồi tầng cam, tầng vàng và tầng màu xanh. Chị lấy tầng màu này chút, mà tầng kèm màu đều có size của mẹ, như mẹ tầm 50kg đổ lại, và mẹ cao cao tầm khoảng là 1m58 đổ lại thôi. Nói chung mẹ nào như em á là mau ok nha. Tầng vàng 37 ký chị Kim Hiền 207. Ok nè. Tầng vàng, tầng màu vàng 22 ký chị Hoàng Hồng Nguyễn. Rồi tầng cam nè. Trời ơi màu nào cũng xinh mấy chị, màu cam đẹp chưa. Rồi tầng cam nha. Tầng vàng 24/49 chị Duy Trần. Rồi ok. Tầng vàng 37 chị Kim Hiền có. Rồi okay. Sọc cam 23 ký chị Tường Vinh. Rồi ok nè. Mấy chị phải để ý cái mã chứ, để mấy chị tầng... mà không để ý mấy chị comment là bên em lấy cái ví dụ như sọc cam là bộ này, sọc vàng là tầng bộ này. Tầng cam 15 ký chị Vi Khoa, Vi Khoa. Sọc hồng là bộ này, bộ này mã mới. Bộ này tầng cam, tầng vàng. Tầng cam 15 ký chị Thúy Hà Nè. Rồi
Mũ vàng có 15 ký. Mũ vàng 15 ký chị Kim Anh. Đây. Tầng vàng 20 ký chị Hồng Nhiên luôn. Rồi ok nè. Đây mấy chị cho mọi người xem cái đầm tầm một kem trộn. Rồi mấy chị lên giùm em mã kèm ký kèm số điện thoại, nếu nếu các chị không ghi đọc tên cũng bằng nha, tại vì thiếu số điện thoại á các chị. Đây là một kem tầng vàng 20 chị Hồng Nhiên luôn có. Đó. Cái Diễm 66 chụp đồ đổ, mọi người xem đồ đổ nha. Rồi do là 6 quán là đam mê bán quần áo chị, thành ra là có nhiêu chụp nhiêu nha chị nhá. Rồi lên cho em mẫu này, đó là tầng cam kèm cân nặng, xuống hỏi giùm em nhân viên chút luôn. Đấy, rồi chị nào lấy tầng màu cam chút mẹ, tầng cam đều có size cho chị là mị và bỉ đi. Đấy, đều có size mị và bỉ và đủ size cho mấy chị là từ mấy ký này, từ ok chị Duyên tròn mà mang gửi luôn ạ. 8 cho đến 18 ký là giá sẽ là tầng cam 27 ký chị ghê phép. 84.000 đồng. Chị không đổi em đổi lại được chị ơi. Không đổi mấy chị ơi, chị nào lấy thêm thì em lấy, mà chị nào đổi em không đổi được vì cái này ít lắm mọi người, không đổi được nha. Chị nào lấy thì lên đơn. Rồi tầng màu cam giùm em mà hai màu kia là đẹp nhất, lên cái Diễm lên trước á. Vì mẫu này có ít, với lại là nó kiểu là màu xanh nó sẽ hot hơn, thành ra mới Diễm lên trước á. Rồi chị nào lấy lên đơn với chị, rồi tiếp tục chị bỏ sót cái cha đi em ơi. À, cái đơn tối nay là gọi điện chút luôn. Tầng xanh 11 và 48 chục Khánh Hà. Rồi ok mọi người ơi. Đập đầu vàng 30 ký chị Nguyễn Trang. Rồi ok nè. Tối nay là nhân viên em sẽ tăng ca và sẽ sọc gọi điện. 10 ký chị Nguyễn Ly nè. Rồi ok chị Ngọc Kiri ơi. Nhân viên có báo chị là chị không cọc và không gửi hàng được, có chị Ngọc Kiri vô tin nhắn đọc giúp em. Chứ không phải là không sáng mình nha. Tại vì em bỏ quay chị á chị. Có rất là nhiều chị không cọc, bên em không gửi hàng được, lý do như thế nào thì cái này bên giao hàng nó biết thôi chứ em cũng biết được. Vậy rồi đó, cái báo chị là cọc giúp em để gửi hàng và không thấy người chị cọc, nên mình vô tin nhắn đọc lại giúp em, chứ không phải là em không thấy mình nha. Rồi, chị Thu Nguyễn ơi, chị ghi toàn vàng, chị cho em số điện thoại nha. Toàn vàng. Đó nên là mấy chị như nào bên giao hàng thì mấy chị không biết đâu mấy chị ơi, nói chung là cái vấn đề đó của mình. Đó, còn cái vấn đề bên em là nếu chị có một số tài khoản mấy chị bắt buộc phải cọc bên em mới chút đơn, còn mấy chị không cọc em chút đơn được nha. Rồi lên cái tầng xanh 23 với chị Tường Vinh. Sắp 21 với chị 33. Mọi người ơi, quá đẹp luôn, cái này mặt xoay vòng như thế này. Sắp 9 ký và 13 với chị Thúy Anh. Đó, mấy chị mua đầm này về mấy bạn đứng trước vui vẻ say miết thôi. Xay miết suốt ngày cứ đưa cái điệu lắm chị mới biết gái. Chị Dung Lê ơi, tầng cam hay là sọc cam chị ghi đầy đủ giúp em nha. Còn cái chị ơi, cái chị lưu ý là nghe chị Diễm đọc cái mã rồi mình công bằng chính xác giúp em nha các chị. Tại vì bên em không có gửi sai hàng cho các chị đâu. Đúng nhưng rồi. Mà các chị là sợ các chị ghi sai á các chị. Sai rồi, cái Diễm báo lại nha. Nên để ý giùm em, nếu chị nào trường hợp có ghi sai, có ghi đúng chỗ nào thì tí nữa tắt like nhớ cô coi lại thử đúng hay chưa, hoặc như thế nào nha. Sọc cam 12 ký chị Nguyễn Thu Huyền. Chị Dung Lê, chị ghi chữ cam không là không chốt được nè. Rồi sọc cam giùm em, đúng mã cho em là sọc cam. Tầng cam chị Ngọc Trinh là 13 và 50. Dạ rồi, sọc em không có tí nữa chị chốt. Chị cạt giúp em đi rồi em chốt, chứ còn không cạt là không chốt nha. Sọc vàng với chị. Sọc hồng 30 ký chị Nguyễn Trang 736 ạ. Là mẫu đang mang. Tầng màu xanh 20 ký chị Kim Thúy. Rồi cái này là sọc xanh nha, áo gia đình với chị, mã giùm em nhớ. Tầng cam 17 ký chị Dung Lê. Cái này là tầng xanh, đúng cho em. Cái này là tầng màu cam, mấy chị comment cam không làm tầng xanh là đẹp quý chị Bo. Không biết cái mũ kia cái đầm này, nên vui lòng giùm em là sọc cam hay là tầng cam. Sọc hồng 12 ký. Cái này là 22 ký chị Thảo Thảo. Đầm tầng cam. Rồi cái này sọc vàng và cái này là tầng vàng nha mấy chị nhá. Bộ trên này là sọc vàng và bộ trên em đang cái đầm này sọc cam 12 ký chị Ếch Trang Ngộ Nghĩnh. Rồi ok này. Rồi đầm dạ sọc xanh giá bao nhiêu rồi, rồi đợi xíu nha chị. Tầng cam 16 và 45 chị Nguyễn Thảo. Tầng xanh 11 chị 33 có được. Rồi ok nè. Rồi ok. Rồi cái đầm cái set sọc màu xanh đợi em xíu nhau lên giống chị bộ bí trai xíu mấy chị, trộm này bí gái. Sọc hồng 50 ký chị My Nguyễn. Bí gái lóng đài bí trai hết rồi. Bí gái lóng đài bí trai hết mấy chị ơi. Rồi lên cho em cái bộ này. Tầng đầm vàng 14 ký chị Hồ Sa Mai. Lên cho em bộ hip hop đi mấy chị. Comment cho mẹ hip hop kèm cưới nha. Đầu mẹ và bí là cái váy màu trắng với màu xanh trước chị Khánh Ngọc Nguyễn. Đúng không? Rồi ok, lên cho em bộ này, comment cho em mã hip hop chị. Hip hop giùm em size từ khoảng là 16 ký cho đến là 21 ký thì giá sẽ là 95.000 đồng. 22 cho đến 32 ký là giá 120 mấy chị, và từ 33 ký cho đến 47 48 ký quay đầu giúp em là giá của cycle sẽ 145.000. Lên cho em bộ này là mã hip hop kèm con nặng. Hip hop nha chị nha. Vì sao mấy chị? Vì bộ có tông co giãn 4 chiều và may rất là đẹp, túi hộp, túi đồ may hai bên cho em như thế này. Vải này rất là mướt và vải này dày dặn đẹp lắm mấy chị ơi. Tông màu xanh 15 và 16 ký chị Anh Hoàng. Rồi lên cho em bộ này hip hop kiểu chị Thu Nguyễn nha, chị ghi giúp em số điện thoại nha tình yêu ơi. Rồi ok nè. Chị Thu Nguyễn là 15 ký á. Chị ghi giúp em số điện thoại nha. Em lưu ý giùm em, mọi người lưu ý là cái đơn cái trưa nay em like á, là tối chiều tối nay là nhân viên em sẽ gọi điện chốt đơn cho mọi người luôn. Em sẽ tranh thủ like nhanh thôi.
để chiều nay và tối nay Nhân Viên sẽ tăng ca và gọi điện cho mọi người luôn đó, nên là mấy chị cố gắng là mình đợi điện thoại nghe máy giúp em nha mấy chị nha. Đó là bình thường là bên em hay gọi buổi sáng, nhưng mà do là bên em chuẩn bị có việc gấp với mấy chị nên thành ra không có thời gian để mà chốt đơn đồ, để đồ like đồ nhiều quá, nên mấy chị cố gắng là trong ngày hôm nay là Nhân Viên sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị luôn. Còn nếu mà trường hợp chị nào ấy quá thì ngày mai Nhân Viên sẽ gọi lại thôi, chứ còn mà đa số sẽ gọi hết chiều nay nha. Rồi lên cho em cái bộ này là hip hop. Còn đang 24 cái chị Ngọc Phạm. Ok nè. Rồi hip hop kèm con nặng số thoại mấy chị. Dạ rồi, chị Diễm có đưa từng mẻ về mình công bằng theo nha các chị. Còn nếu mà chị nào ghi sai thì ngày mai Nhân Viên chị báo lại Nhân Viên, nếu còn thì họ mới lấy, còn không thì mình lấy luôn mẫu đó giúp em, tại vì bên em không có đổi được nha các chị nha. Rồi lên cho em bộ hip hop size từ 16 cho đến 20. Hip hop 32 cái chị Bạch Bầu Hồi An. Hip hop 26 cái chị Mai Nguyễn. Rồi ok nè. Tầng hồng và tầng đèn 15 cái chị Bí Trọn. Rồi ok. Tầng kem và tầng xanh. Còn cái tầng xanh chị Nguyễn Ánh Nghi ạ. Rồi ok, Nguyễn Ánh Nghi nè. Đây đầm tầng mấy chị, lên cho em mã tầng kiềm ký nha. Sọc kem và sọc vàng chị Thu Nguyên. Cái này là tầng xanh, tầng vàng. Thiếu hấp 45 cái chị Thu Nguyên. Tầng vàng nha. Thiếu hấp 32 chị Bồng Bè Hoài An có. Lên tầng kem mấy chị, sau đây mọi người. Kem, tầng kem, tầng vàng và tầng xanh. Thiếu hấp 15 cái chị Trịnh Thúy Lan. Ba mẫu đầm gia đình mấy chị. Đầm mẹ bé, cô nói đầm gia đình, đầm mẹ bé mọi người. Đầm mẹ bé nha, áo mới áo gia đình. Rồi chị nào lấy bộ hớp chốt kia nãy hớp kìa con nặng số. Sọc kem 15 cái chị Huyền Trang. Rồi ok, cảm ơn chị Huyền Trang nè. Rồi chị nào lấy lên đơn nha, mấy chị cố gắng là chị nào chưa theo dõi em, hoặc là chị nào mà mấy bữa nay Facebook nó bớt tương tác á, nhiều khi mấy chị không thấy em được á, theo dõi em chứ độ xem trước nha chị nghe, sắp tới nhiều siêu phẩm lắm mọi người ơi. Còn đang 24 chị Ngọc Phạm có đơn. Rồi đó là nhiều đồ mới lắm, là đồ mới nhất thị trường, mấy chị chưa về bao giờ thấy luôn. Mấy chị sẽ cố gắng là thiết kế mẫu cho mọi người nhiều mẫu độc lạ hơn một xíu, dễ thương hơn xíu. Đó, giá cả phải cao luôn. Đồng đồng chị Thu Nguyên ạ. Rồi ok, hip hop nhắn chị chúc mẹ tháo kèm ký size 16 đến 21 kg là giá sẽ là 95 ngàn đồng. 22 cho đến 32 kg là giá là 120 ngàn, và từ 33 đến 47 48 kg quay đầu giúp em là giá sang cùng 145. Chúc chị mẹ tháo kèm con nặng số thoại. Rồi ok, chị nào mới vô xong chưa chốt đơn được quần chip, chốt kèm mẹ chip nha. Chip kèm con nặng số thoại. Đồng đồng 27 kg chị vô khác. Rồi ok nè. Rồi tiếp tục cho chị là cái bộ màu lá đi em ơi. Rồi một đêm rồi. À chị nào nãy hỏi cái bộ sọc màu xanh này đúng không? Để em lên cho mấy chị luôn. Chị bên em là ho, chốt chắc giúp em nha các chị ơi, không đủ quay đổi lại giúp em nha. Tại vì chị Diễm có lên nhiều mẫu, mình thích mẫu nào mình hẳn đặt mẫu đó giúp em, tránh là tốn thời gian đôi bên đó các chị ạ. Rồi lên cho em cái này mấy chị mà hay đổi á, là bên em nó có phần mềm với lại là sẽ bị hạn chế. Còn chiếc 15 ký chứ chị bé chọn ạ. Sẽ bị hạn chế là ví dụ mấy lần sau mấy chị mua nhiều này kia là không chút đơn nhiều được đó mấy chị. Còn chiếc 16 ký chú chị An Lê ạ. Chắc giùm em. Cái này còn chiếc em chút 20 ký chị Tướng Nguyễn. Rồi mặt đẹp lắm chị ơi. Còn chiếc chú chị Cẩm Trang. Đây. Siêu đẹp luôn. Rồi quần chiếc luôn mấy chị, chiếc là 17 ngàn đồng cái. Size giống như là từ 6 ký cho đến là chắc hiện tại chắc còn từ 18 ký đổ lại à. 18-19 ký như đây à. Rồi em có size cho chị tầm 19 ký đổ lại giùm em. Rồi size với chị là từ 6 kg cho đến là 19 kg đổ lại là nhà mình ok với chị, là giá sẽ 17 ngàn đồng một cái. Và em bán cho chị là combo từ 3 cái giùm em, đó là 3 nhân 17 là 51 ngàn đồng cho một tép như thế này. Nó sẽ có rất là nhiều hình, mình lấy lộn xộn giùm em nha, lấy ngẫu nhiên nha. Đấy, quần chiếc hàng công ty nha chị, sẽ bán cho chị là một tép cho em là 3 cái, bán từ combo 3 cái nha, không bán lẻ là 5 cái hoặc là không bán lẻ 2 cái nha chị. Lưu ý cho em cái này là bên em công ty nó đóng sẵn cho mình là một 3 cái đủ còn cho em như thế này. Rồi lên cho em mã chiếc kèm con nặng số thoại size từ 6 kg cho đến 18 kg nha mọi người nha. Rồi giá là 17 ngàn đồng và em bán từ combo 3 cái là 17 x 3 là 51 ngàn đồng cho một tép. Chị nào lấy lên đâu. Rồi cái này là bộ là sọc màu xanh nè. Chị đâu lấy? Chiếc 10 cái chị Nguyễn Ly nè. Rồi ok nè. Đồng chiếc 8 cái chị Hồng Thắm. Rồi ok chị Hồng Thắm đi. Dạ sọc là cái gì chị Trịnh Thúy Lan ơi? Sọc xanh mấy chị, chút mà sọc xanh kèm con nặng. Bên em có nhiều sọc kèm màu á chị ghi giùm em sọc kèm màu. Trời ơi, cái bộ màu xanh mấy chị, nhìn cái quần lót ở trong không đủ thấy mê mấy chị. Này nó lót cho mấy chị cái màu còn giống như cái váy luôn. Vải đồng chiếc 12 cái chị Nhà Nguyễn. Sau lưng là có may lưng thun này mấy chị nha, vải xịn lắm, hầu như nói chị nào nhận hàng cái set này cũng mê hết. Kêu tên gọi là cái gì thì thật sự em cũng không rõ được. 2 quần chiếc 15 kg chị Bi Nguyễn. Em cũng không rõ được cái mẫu này là như thế nào. 17 kg chị Thu Nguyễn. Rồi ok nè, hàng thiết kế nhé. Lên cho em mẫu này, comment cho em mã sọc xanh. Comment ngay và liền giúp em mã là sọc xanh. Áo là mình mặc tới đâu sẽ giãn tới đó mấy chị. Áo này chất liệu là len dệt hàng cao cấp. Rồi lên chiếc 9 kg chị Thúy Anh. Sọc xanh 21 chị Thanh Trần. Rồi dễ thương không? Sọc xanh 12 kg chị Trịnh Thúy Lan. Rồi size từ 6 kg cho đến 22 kg là giá 120 đồng. 23 cho đến là 39 kg. Bé nào cao tầm 1m35, 37 kg đổ lại 37 kg giùm em. Là giá của bé sẽ là 140 ngàn. Hiện tại hết sạch của mẹ mấy chị. Sọc xanh 12 kg chị Khánh Hà. Mẫu này cháy hàng hết của mẹ sọc rồi. Sọc cam bí.
có giá là 112.000, bên em có ký từ 7 ký cho đến 25-26 ký. Con 97 chị thương nguyên con. Mấy chị con 99 ký chị ngàn thử khen ạ. Rồi mấy chị cho nhớ được sau chị nào mà đi chơi hay gì chụp hình cho mấy chị. 115 ký chị thương trang. Cho mấy Diễm xin cái hình nha mấy chị nha. Do là nhà em thật sự không có bé gái mấy chị ơi. Trời ơi đang thèm bé gái mà thật sự biết ra luôn mấy chị. Đó, chị nào mà có mấy gái á, chị đi chơi và có chụp hình rồi này kia, cho em xin cái hình nha chị nhá. Cho em xin cái hình lần sau Diễm gửi quà cho. Gửi nhiều càng nhiều hình đẹp lần sau hứa luôn. Mua đồ với Diễm sẽ có gửi kèm quà cho bé nha. Sao xong 49 ký chị ngàn thử phan. Rồi lên cho em mã. Sao xong 30 ký chị Phi Yến. Rồi ok nè. Sọc xanh là set váy nha chị, chú cho em mã đó. Sọc cam 12 ký chị Trần Thúy Lan. Rồi ok, cam là có size từ 6 kg cho đến 26 kg chị. Rồi chị xem mua ô chị lên giúp em sọc cam 11 kg có số điện thoại giúp em lên số điện thoại nha chị. Rồi tiếp theo đó chị. Để rồi cái chị ơi, chị nghe chị Diễm đặt cái mã cho chính xác rồi mình hãy đặt theo giúp em nha. Tránh tình trạng là sai đôi bên nha. Mấy chị đặt sai cái là em gửi nó sai. Nhưng mấy chị em sợ vậy thôi chứ còn sọc xanh 45 kg em chốt chị Thu Nguyên ạ. Mã đang mang là mã là sọc hồng tình yêu không? Sọc hồng là cái chân váy mẹ bí bên em có sai mẹ. 7 ký bây giờ là tới 60 ký mang vừa ạ. Rồi 7 ký cho đến 60 ký nha, tầm từ 6 ký cho đến 60 ký đó chị. Rồi size từ 6 đến 22 ký là giá trị. Sọc xanh 11 ký cho chị Jenny Lê. 115. Sọc xanh 15 ký chị Kim Hiền ạ. Ok nè. Rồi chị nào lấy rồi chị lấy quần chip lên nha em qua mấy chị. À cho chị cái móc để chị móc quần chip lên đi nha. Rồi ok lên cho em chọn cái bộ còn size to như thế không hồi gian. Từ 15 trở lên chị. Rồi mẫu này có size cho mấy chị đó là từ size số 15 qua size cổ nè. Rồi mẫu này cái size cho chị đó là từ 37 kg cho đến là 52 kg ok. Trời còn size to mấy chị ơi, chốt cho em mã là xanh lá đi. Tình yêu lấy xanh lá, chốt mã xanh lá kèm ký số thoại nhân viên chốt đơn chị bộ hip hop, bí chai, sách nách và xanh lá vải thun cotton. 4 chiều hàng cao cấp nha. Lưu ý mấy bộ này hàng nhà em là vải nó mát lắm chị ơi, vải mát và đẹp nha. Rồi không có bán hàng mà vải hàng cao cấp. Đồ ký 1 ký chị Vinh Đi Lê. Sọc hồng 12 ký chị Trường Thúy Lan. Sọc xanh 16 ký chị Trần Hương. Sọc hồng 30 ký chị Phi Yến. Xanh lá 52 cái chị Hồng Kê. Rồi quần chip mấy chị có nhanh mình chốt chắc sản phẩm giúp em nha. Tại vì em sợ mình không có nghe rõ cái mã á chị ạ. Còn mã mới, mã mới em hết 51 ký rồi chị ơi. Bữa giờ không mua sớm em hết rồi. Ủa mới mới của Mỹ là hết 51 ký rồi. Xanh lá 44 cái chị Trịnh Thùy Lan. Mới hết rồi mọi người đợi em lô mới nha. Thật sự cái hàng này á mấy chị mới, cái chị mới mua và hết liền chứ không là bên em hết sao rồi. Đây nè với Diễm nói cho tâm sự mọi người một xíu là như thế này. Toàn bộ những cái mẫu mà sau lưng em là đa số là hàng em tự may với chị. Hàng với Diễm tự may nha. Nên là 47 cái chị thu nguyên 001. Ví dụ như mấy chị đợi cùng một lúc mấy chị mua 5 bộ hay 5 mẫu hay là 10 mẫu gì đó. Tối chị lên giúp em là số điện thoại nha chị, 54 và bí là 16 20 á, chị lên số điện thoại. Thì mấy chị đừng có đợi, ví dụ như em về cái lô này, em bán nó nhanh lắm mấy chị. Sản xuất 22 cái chị Dung Nguyễn không biết là em về một mẫu là em like chừng khoảng là vài ngày là đã hết cái lô này rồi, xong rồi công ty nó mới may xong cái lô khác được mấy chị. Vì may đồ mấy chị biết là cũng phải là một lô nó xong ít nhất là cho em là phải 14 cái chị Bích Nguyễn. Một tuần 10 ngày mới xong được một mẫu mà một mẫu nó về như này nó Diễm lo chừng 2-3 ngày là hết hàng rồi. Dạ rồi, đó, đấy sau em đợi xíu bên em sẽ lên lại cái mẻ và đọc chính xác cái mẻ gì để cho mình chốt nha tình yêu nha. Cho mấy chị mà đợi em về cùng lúc mười mấy 20 mẫu mấy chị mua luôn dồn là không là bên em hết hàng rồi mấy chị. Nha nên là ví dụ em về mẫu nào mấy chị ưng là hút liền. Đó đừng có nghĩ là giống như là tốn tiền ship đồ này kia là mấy chị không mua được hàng đâu nha, tranh thủ mua trước đi. Rồi em đang lên cái bộ xanh lá dở lỡ dở cái chị nào bí lớn lớn á mọi người thì em lên cho mọi người này. Ở cái bộ màu xanh lọc đây này còn mấy bộ này để em lên luôn cho. Rồi mẫu này có size cho chị là từ 37 cho đến là 52 ký ok. Chốt kia mã xanh lá giùm em. Mã sọc hồng là mẹ 54 và bí là 16 và 20 là ba bộ chị Cẩm Tú ạ. Rồi ok, giá là 135.000 đồng mấy chị phụ đại cô giùm em vải siêu xịn luôn. Chị nào lấy lên đơn nha, nhận hàng nhà em mấy chị được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Rồi được kiểm tra hàng ở cái bộ thuốc á hay ơi, mẫu thuốc cho em là màu xanh mà hot trên TikTok ấy. Dạ mã sọc màu xanh đó cũng được. Sọc màu xanh có chân váy. Giá là sọc xanh có chân váy là cái nào em thấy hả? 120. Rồi ok nè, mẫu này còn size nhí lên lại nha, lên lại xíu xíu thôi rộng qua mẫu mới. Vậy rồi có bán tại shop luôn chị. Alo số điện thoại hotline là nhân viên chỉ đường nha. Rồi ok nè, qua quán em coi. Coi thoải mái chị qua đây sợ chị tốn tiền nhiều hơn thôi. Rồi ok. Lên. Rồi bộ mặt có 7 ký và 52 ký là chị Hoa Tròn ơi. Cái này là dài nha. Rồi chị Hoa Tròn lấy bấm chữ ok bên em chốt hàng nha. Xăng lên cho nó sexy. Xăng lên 43 ký chị ghê không ạ? Rồi ok nè, xăng lên cho nó sexy lady với chị. Sọc vàng. Sọc cam 15 ký chị Thu Nguyễn hồi nãy chốt đơn rồi chị Thu Nguyễn ơi. Đó, xăng lên muốn xăng tới đâu xăng cho nó sexy đi biển đi đồ. Váy là siêu dài dài xuống tới đây, xăng lên rồi rút lên cho nó ngắn lên chị mặc cho sexy nha. Rồi cái mẫu này em lên lại là mã sọc xanh, chị nào mua xong chút đơn lị tay giùm em nha để em quay mẫu mới nha mấy chị.
Vậy rồi sao sao con em có sai từ? Rồi 6kg cho đến 22kg là giá 120.000 đồng. Và từ 23kg đến 39kg dành cho em bé nha chị. 1m37kg đổ lại 1m37 thì em là bé đại bé lớn là sẽ 140. 120.000 đồng là size nhỏ là từ 22kg đổ lại. Và từ 23kg cho đến 39kg là giá 140 lên chị mạng sọc xanh vải. Sọc hồng chị Diễm mang 16kg chị Ngọc Như rồi. Rồi áo nè. Vậy rồi ok em chị Hoa Tròn là sọc hồng chị Diễm mang là 7kg và 52kg luôn ạ. Ừ mấy cái sọc sọc đây đó. Đeo sọc hồng trước chị Nguyễn Nguyễn là sọc hồng bé 15kg và mẹ là 45kg ạ. Mấy chị nhớ theo dõi cái like của em nha. Đợt sau là em sẽ về cho anh chị là có nhiều cái nền sọc lạ lắm chị. Không những cái nền sọc như của em mặc hoặc là sau lưng là đã quá lạ rồi, nhưng mà sắp tới là em sẽ về những cái nền sọc lạ hơn nữa. Thì nếu mấy chị ủng hộ nhiều là em sẽ may cho mấy chị mặc mẹ bé luôn nha. Rồi sọc hồng 16kg chị Ngọc Như 718 cái đó. Trời ơi mấy cái nền đây em đang chắc là tầm khoảng tuần nữa. Tuần sau là bé Diễm live stream lại là sẽ có mẫu mới nha. Rồi lên cho em mẫu này, comment cho em cái màu quá đỉnh mấy chị. Rồi cái màu đẹp quá, lên cho em mã này xuất sắc luôn. Comment cho em mã đỉnh cũng được mấy chị. Lên cho em mã đỉnh mấy chị, nhìn cái lưng quần nè. Trời lưng quần đây thật sự là chị nào qua shop cũng mê hết. Và sắp tới là em sẽ may cái lưng này rất là nhiều luôn. Lưng này may rất là kỳ công nha. Đó cái lưng này may rất là đẹp mấy chị. Rồi comment nhanh tay cho em mã đó là đỉnh và kèm con nạng phố. Em giúp chị Thúy Văn Phạm là mẹ là xếp vàng dây rút phía sau là size số 1 đúng không tình này chị yêu ơi. Rồi ok nè. Chị Thúy Văn Phạm là cái bộ sọc màu vàng size số 1 ok ạ. Cái này không có size 1 họ cho em size 3 thôi. Rồi lên cho em bộ này là comment cho em mã đỉnh mấy chị, màu của nó rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đúng hai bên cho em như thế này nè. Trời ơi xếp này mặc dễ thương lắm, để hôm nào em sọc hồng bé thì đại tí chị mẩm mỉm mà út mẩm mà. Ok này cho chị út mẩm đi. Rồi em chốt mã đỉnh nha các chị ơi. Rồi chốt mã đỉnh em ơi, rất là đẹp luôn. Mã đỉnh 14 cái chị My Nguyễn ạ. Đây đây đưa chị rút ra đi đưa chị. Mã đỉnh 19 cái chị Yến Hoàng ạ. Rồi giá 99.000 quên báo giá với chị 99.000. À mã đỉnh chỉ có 99.000 thôi các chị, bên em có sai từ 6kg cho đến là 28kg mang vừa giấy 99.000. Từ 6 đến 28kg chị. Rồi nhanh tay giúp em nha. Mẹ đợi chị em có số lượng ít lắm. Các chị nhanh tay giúp em nha. Rồi 5-6kg là mang vừa đặc biệt cái lưng quần này. Mấy chị mua về mặc cảm nhận nha. Sắp tới là em sẽ kêu công ty nó mang nhiều cái mẫu và cái lưng như thế này. Mẹ đợi chị Bình Đinh nè. Mẹ đợi chị Hồng Đoan. Mẹ đợi 26kg chị My Du Lê. Đỉnh 18kg chị Dung Lê. Đỉnh 16kg chị Mỹ Nương. Đỉnh 22kg chị Trịnh Thùy Lan. Mẹ đợi chị Hạnh Chi Lô. Rồi lên nhanh tay cho em mã đỉnh kim con nặng xuống thoại nha. Em chú mã đỉnh chị Huyền My. Rồi ok. Mã đỉnh chị Loan Phạm ạ. Rồi ok rồi chị nào lấy nữa lên đơn nhanh tay mấy chị. Em đang la hai máy nữa mấy chị. Mã đỉnh 28 ký chị Phi Yến. Mình ở cho ở cái la nào cố gắng lại đây nói nha. 179 ký chị Trà Hương. Rồi ok nè. Mã đỉnh 10 ký chị Nguyễn Ly nè. Rồi cái áo này mấy chị ơi dễ thương không? Mặc tới đâu giảm tới đó. Chị đã đi đâu rồi. Rồi lên. Mã đỉnh 16 cái chị Mỹ Nương có. Rồi ok. Mã đỉnh 10 cái chị Thúy Anh. Đẹp quá mấy chị ơi, cái lưng này nó giống như cái lưng bé Diễm đang mang mặc nó xuống lắm mấy chị ơi. Mua về mặc cảm nhận nha. Sắp tới em kêu công ty nó mang cái nhiều cái lưng này. Áo sọc xanh kèm trong váy 25 cái chị Loan Nguyễn. Rồi ok, cảm ơn chị Loan Nguyễn đi. Mã đỉnh 16 cái chị Ngọc Như. Như cái like của em hôm nay bé gái không sao á. Mấy chị nào bé trai không hú giùm em tiếng mấy chị, còn mua gì bé trai ơi. Chị biết trai yêu quý của em ơi. Chị Thúy Văn Phạm ơi, lửng là cái gì chị? Đỉnh chứ. Đỉnh đỉnh à, chốt chị Thúy Văn ơi, ghi cho mình cho đỉnh nha, chứ lửng là cái gì ta? Đỉnh đỉnh đỉnh, nó ngọng hay sao chứ? Đỉnh 15 ký chị Thu Nguyễn. Chắc chị Diễm nó ngọng à. À em nó ngọng mấy chị. Thiệt, hồi nhỏ nó ngọng kiếp mấy chị ơi. Hồi nhỏ là em nó ngọng lắm chị. Còn hồi đại học á, hồi lúc mà mấy chị chưa biết em đi học đại học đó là cứ kêu em là dân gì, dân trên núi đâu không mọi người. Mẹ đỉnh 20 ký chị Kim Thúy. Cũng may sao nói mọi người cũng còn nghi được chút chút chứ thật sự luôn á. À, em cảm ơn chị Dung Lê nhận mẫu đỉnh rồi mặc đẹp vừa mua thơm. Ôi dạ, cảm ơn chị nha, cái này mặc dễ thương thật sự luôn á chị. Cái này mấy chị biết sao. Trời ơi mấy cái chỗ mà nó mấy cái trang lừa đảo đang, nó nhắc tới mấy cái trang lừa đảo. Thật mẫu sự luôn á. Sọc cao kèm trong bé 28 chị Ngọc Huyền. Mấy chị đừng có mua hàng những cái trang nào khác, cái trang của em chị nha. 23 ký chị Lý Thúy Hằng. Bên em chị bán một trang duy nhất thôi, mấy chị có thể mua cái bài mà cảnh báo lừa đảo của em, rất là nhiều chị lừa đảo rồi. Ok, dây đúc hồng chị Diễm đang mang á chị Yến Hoàng ơi. Rồi ok nè. Mà đỉnh em chốt chị Thúy Văn Phạm là số 1 có 24 ký luôn nha. Em chỉ bán một trang duy nhất này thôi nha, không ngờ ra không có trang nào khác nữa. Mấy chị thấy mặc em ở trang khác là cái trang lấy hình nhà em thôi chứ không phải em nha. Mà chỗ 29 rồi, bố 70 thì em có được đồ thể thao quá chị ơi. Rồi. Mã đỉnh 16 chị Mỹ Nương có rồi nha chị. Rồi ok nè. Chị Kim Hằng ơi, phải là cái mã rút hồng chị Diễm đang mang thì ghi giùm em là chữ rút hồng nha. Để rồi. Đúng mẫu á chị. Rồi chị nào lấy ra đơn, biết trai có không em ơi? Mã đỉnh 23 với chị Huỳnh Anh nè. Rồi cái chị nào biết trai hú giùm em phát mấy chị. Cái chị nào biết trai hú giùm em phát. À có bộ mú nè, mà bộ mú cho mẹ bí đi em ơi, còn ít kìa. Mã đỉnh 28 ký chị Ngọc Huyền ạ. Đây chị bộ mú mẹ bí trước rồi, đây chị coi cái biết trai. Sọc kem kèm trong váy 16 ký chị Ngọc Như ạ.
mẹ tỉnh 16 với chị Nguyễn Tâm à. Sọc cam kìm chân váy là mẹ mới hay à? Kìm chân váy. Xong cho chị mấy cái mẫu váy sọc cam kìm chân váy ok. Muốn muốn chùm mấy kỳ luôn nha. Để chị coi có bí trai không thì chị lại bí trai. Rồi rút mẫu hồng chị Diễm Đen, chú chị Yến Hoàng. Trời dễ thương lắm chị Yến Hoàng ơi, dễ thương lắm. Nón. Dễ thương lắm em mà đi đi xuống à. Nón gàng nón. Nón đúng hả? Bây giờ nón một mẫu hả? Một mẫu này là hai bé cái vậy nè. Nón hả? Rồi ok, nón đợi em xíu nha. Hôm nay có bí trai không mấy chị ơi? Bí trai chị còn muốn gì tại bí trai. Rồi rút màu hồng chị Diễm Đen á, các chị bên em có sò từ 6kg cho đến là 60kg mang vừa luôn. Chị nào lấy rút hồng chị Diễm Đen thì ghi giùm em là mẻ kìm ký nha các chị. Rút hồng kìm ký. Rồi chị đang muốn mua cho mẹ là bí thì mình có ghi 2 số ký nha. Tại vì mấy chị biết sao không? Bí trai với mẹ là không có mặc đồ giống nhau. Rút hồng 37kg chị Kim Hằng ạ. Rất là nhiều chị. Rút hồng 30kg chị Kim Hằng ạ. Mẹ đỉnh 22kg chị Dương Nguyễn. Đỉnh là cái này nha. Chị em Trang đem lên bí 37 cái của mình khó mua lắm chị. 37 cái của chị thì nó muốn bán lắm luôn á. Thì mấy bán nó không bán được. Mấy chị hiểu cái nỗi lòng của em, không phải nhiều khi em khó khăn gì mấy chị đâu. Ủa, nhưng mà nhiều khi em gửi ra á, chị kiểu là bí nó hơi tròn á. Nó đều sắc nách đóng 3 cái luôn chị, đợi em một xíu chị Gia Hân ơi. Thôi khó mang lên, nhiều khi á là mấy chị đồng dọn em nha. Sự luôn. Đây 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 đây, mẹ đỉnh á em. Đây xin có 3 ngày mẹ đỉnh á chị, bên em có size từ 6 cái cho đến là 28 ký chị ơi. Giá 99 ngàn, từ 6 đến 28. Chị Lan Nguyễn lên giùm em là đỉnh kìm ký nha. Nhiều khi mấy chị muốn bán lắm mọi người, thật sự luôn á. Ai bán không? Ai bán không? Mà kiểu nhiều khi biếm mình hơi tròn, hoặc là biếm mình hơi gầy, biếm mình hơi. Dạ rồi các chị mình vẫn đợi em xíu, chị Diệu sẽ đậm từng mẻ cho mình để chốt cho đúng nha. Không cảm giúp em, cho em có chảnh với ai mọi người. Thật sự em sống hiền hòa lắm. Em sống hiền hòa lắm chị. Em không có chảnh hay em có gì ơi gì hết á. Mà nhiều khi là cái biến mình hơi khó. Đã đỉnh 13 tới chị Lan Nguyễn à. Rồi ok nè. Rồi lên cho em cái mẫu này nha chị. Ngố mẹ và bé trong thời gian chờ đợi bé trai nha. Em lên cái này cho rồi ngủ nữa hả? Ok. Tại vì hôm nay là em like buổi cuối để mà nhà em nghỉ một tuần rồi. Còn ngày sau là 8 cái chị Ngọc Huyền ạ. Đó nên mọi người còn mua đồ tranh thủ nha. Rồi tuần sau là gặp lại mọi người. Đó hôm nay là 6 cái chị Nghĩ luôn ạ. Em cảm ơn chị Nghĩ Thơm mới nhận hàng đẹp lắm. Dạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người đi chơi á, mọi người chụp hình cho em nha. Mẹ đã với chị Nguyễn Quyến à. Chụp hình cho em nhiều nhiều á, mấy chị nào chụp rồi giống như là mua nhiều mẫu á, tầm khoảng là 5-6 mẫu trở lên mà mọi người chụp hết 5-6 mẫu đó, mọi người gửi qua cho em là hứa lần sau có quà cho mọi người luôn. Nha, chứ còn mà chụp một mẫu mà chị nào cũng chụp một mẫu thì thật sự em không có đủ. Dạ không có xanh rút chị ơi, nếu chị lấy mẹ đỉnh á, cho em chụp đỉnh nha, tại vì không có mẹ xanh rút đó chị. Nhưng mà tầm khoảng 5 mẫu trở lên là cứ gửi qua nhà em nha, chụp đẹp đẹp giùm em xíu nha, chụp có tâm giùm em xíu, đi chơi đâu cà phê cà pháo quán cà phê đi chơi du lịch đó mà mình chụp qua cho em là em gửi quà cho nha. Xong gửi quà. Cái này dạ. Là ngố chữ em. Ngố chữ nhỏ nhất là 11kg chứ các chị. Rồi mẫu này là 11 cho đến khoảng là 22kg là giá 95.000 đồng. Từ 23kg cho đến là 35kg là giá 110.000. Và mẹ bộ này chỉ có 125 thôi mọi người. Vải đẹp xuất sắc luôn. Rồi mẹ đỉnh 30kg thì Kim Hằng ạ. Mẹ là có size từ 36 cho đến khoảng 62-63kg ok. Giá mẹ chỉ có là 125.000 đồng. Chốt cho em mạng ngố kèm con mạng số thoại. Lên cho em mạng ngố hoặc là ngố hồng, ngố chữ gì cũng được nha chị. Lên mạng ngố hồng kèm con mạng số thoại nhân viên chút luôn. Rồi mẹ này là mẹ đỉnh. Màu xanh là mẹ đỉnh nha, chúc em mẹ đỉnh. Vải đẹp lắm. Rồi mẹ xuất sắc luôn. Cuối là tuần sau là em sẽ có cho chị. Đồng xanh 30kg chị Ngọc Hương ạ. Rồi, tuần sau có nhiều mẫu mới lắm. Em quay lại là đồng 30kg chị Kim Hằng có. Rồi nó may xong nhiều mẫu là đợt sau em có nhiều mẫu mới. Em nghĩ một tuần nha mấy chị. Nó mấy chị nào còn cam 19kg chị Yến Hoàng là mẹ rút cam. Và cái vùng nha chị ơi là mẹ đó là rút cam nha. Mẹ đỉnh 9kg chị Thân Thảo. Rồi rút cam đẹp xuất sắc luôn. Đây này nhìn cái chữ này. 16 cái chị Xuân Phạm. Đây là rút cam này mọi người. Có chữ 12 cái chị Trịnh Quý Lan. Rút cam này. Mê không mọi người ơi. Dạ vâng, kiếm không có 26 cái chị ơi. Kiếm em hết rồi, để được sau em đặt cho mấy chị. Sáng em mấy hôm nữa em về chị cho. Chị Diễm mặc có 60 kg nha chị. Có, em mặc có 60 kg vô tư nhìn giùm em nè. Trời ơi, vô tư luôn. Cái này có là SML nha mấy chị, 60-62 kg ok. Sập hồng 16 kg chị Còn Châu. Rồi ok, cảm ơn chị Còn Châu này. Ui cái mẫu này hết rồi, còn 2-3 bộ rồi. Rồi mũ hả em? Mũ với chị mẫu đó xong cho chị cái hàng mà kia rẻ khi chị bán. Ui cái hàng này hàng cao cấp không mẹ? Mấy chị mua hàng cao cấp không? Có hàng cao cấp của chị Thu Nguyên. Đi ra em đưa em hàng cao cấp không? Rồi em lên em lấy với chị vài cái mẫu kia rồi mọi người đợi em xíu lại mũ nhanh thôi. Xong em lên đầm nữa nè, đầm đi biển nữa nè mấy chị. Đầm có kèm tu ban nữa nè. Ui có chị nào mua sau chốt mấy cái này chưa mọi người? Lên đơn giùm em đi, trời đẹp xuất sắc luôn. Đây mẫu chữ 16-62 thì Còn Châu. Rồi ok, cảm ơn chị Còn Châu nè. Đây cái đầm là mẹ và bé mà bên em có đăng hình sáng nay nha mọi người. Mọi người vô cái trang của em thấy nhé. Đây nè, trời ơi, xin lỗi. Rồi chị đang lấy mẫu nào ghi giùm em là mã kèm ký kèm số điện thoại giúp em nha các chị, không có chị đâu có điện thoại một chút được. Cái này lên hình mọi người rút cam là mã rút cam và kèm vùng là 22 cái chị Dung Nguyễn. Đây mấy chị, đây nha. Cái này là lúc sáng em có chụp hình mẫu rồi á, mọi người có thể mua cái trang của em. Cái này là có mẹ và bé nha mọi người. Rồi chị nào lấy mẫu nào ghi giùm em mã kèm ký nha các chị nha.
1m58 và em là cao 52, quên nặng 52kg mấy chị nha, mấy chị cũng nặng 52kg và cao 1m58 nên chị nào có cỡ em đó thì mình đang ok, hoặc là ví dụ như 58, 59 sâu 1m60 đủ lại thôi, chứ còn mà áo quá thì nó sẽ hơi ngắn. Và cái này là giống như cái hình mẫu mặc là em mặc là vừa qua gối một xíu nhé. Rồi em có 3 màu, chốt cho em mã tầng xanh, tầng cam và tầng vàng. Size cho mấy chị đó là từ 8 cho đến 18kg thì giá sẽ là 84.000. Size từ 19kg cho đến 30kg là giá sẽ là 94.000 mấy chị. Và đặc biệt mẹ chỉ có 114.000. Ở đâu bán mọi người? Đó, rồi em bé đây không, nó bán cho chị 114.000 rồi. Biết gì bán siêu to tầng xanh cho Trịnh Loan BW rồi ạ. Biết gì bán siêu to khổng lồ của mẹ mặc như thế này mà có 114.000 đồng, chưa bằng cái đầm của em bé bán luôn. Bán tầng xanh cho chị Tiểu Huệ. Và vải vàng cho chị Tình Vi. Nhìn giùm em mấy chị, đỉnh âm màu nó phối nè. Tầng vàng cho chị Kim Nguyên, tầng vàng chị Hoài Phương, tầng vàng chị Linh Sư, tầng màu xanh chị Hạnh Huỳnh, tầng màu xanh chị Trịnh Thúy Lan. Đấy, nhìn giùm em nè mấy chị, tầng nó may siêu to của mẹ của bé thì nó may siêu to. Tầng xanh cho chị Trang Trương, tầng xanh chị Võ Thị Thanh Hằng. Mặt xoay tối xoay lui đứng trước gương xoay nha. Đó, mấy em bé là cứ mấy em bé gái là cứ đều đều đây nè mấy chị, màu hồng màu cam này, may rất là đẹp, phối cực kỳ đẹp luôn mà form nó cũng đẹp nè mấy chị. Rồi đặc biệt giá siêu rẻ 84.000 đồng, size từ 8 cho đến 18kg là giá 84.000. 19 cho đến 30kg giá chỉ có 94.000 đồng. Và mẹ siêu to khổng lồ từ 30kg, 31kg cho đến là 50-51kg đổ lại, cao tầm 1m6 đổ lại giùm em. Mẹ là 100. Rút màu cam 13kg chị Trang Phạm, 114.000. Đồng màu xanh 23kg chị Huỳnh Anh. Rồi ok. Đồng màu xanh 13 và 52 chị Lan Nguyễn. Còn nó may nè, đẹp xuất sắc luôn, màu xanh đẹp xuất sắc mấy chị, màu xanh chắc sắp hết rồi. Sắp sắp hết rồi mấy chị ơi, không biết có đủ hàng không chị mấy chị. Đồng xanh 18 với chị Thúy Hằng. Mai mấy chị không đủ hàng quýnh bí giang nha. Quýnh bí giang nó chạy. Để rồi các chị ơi, các chị tranh thủ chốt giúp em là tầm là từ 99.000 cho đến trên 100.000 đó các chị, là nhân viên nó gọi cho mình nha. Rồi ok. Ví dụ như một bữa rất là giá 112.000 là chắc chắn nhân viên sẽ gọi cho mình nha các chị. Rồi ok nè, rồi lên tiếp tục nha. Rồi đây mấy chị mũ nè, mũ đây mũ bé gái nha. Nói chung là cái đầu em nó cũng nhỏ, cái nào cũng vừa sọt hết vừa hết. Rồi bằng bằng okay. Thêm hai cái chú chị Hải Hương ạ. Rồi ok lên. Rồi ngố màu hồng có cái chữ á, chú chị Thạch Thị Linh là 20kg. Rồi ngố chữ em. Ok ngố chữ chị Thạch Thị Linh nè. Rồi ngố chữ là size cho chị đó là từ mấy ký này, từ 11 đến 22kg là giá 95.000 đồng, 23kg cho đến là 30. Đồng vàng sọc thì không có mẫu là tên là đồng vàng sọc chị ơi. Có lẽ sọc vàng hoặc là có là đồng vàng chứ không có ba chữ gộp lại là đồng vàng sọc là không có mẫu rồi. Cái này là tầng vàng, lên chi mã tầng vàng kìm cưới nha. Cái bộ đây sọc cam đẹp này, chị nào chưa có hút nhanh rồi đỡ hàng. Sọc kìm trong đấy 34 chị Thu Phương ạ. Chú con Châu ơi, chị lấy mẫu nào kinh mình lại giúp em nha. Hút nhanh hết hàng mấy chị, hút nhanh hút nhanh. Rồi tầng màu xanh trước chị Thảo Trương là 12 và 49kg. Chị Thanh Thảo ơi, tầng xanh 12 và 53 ok nhưng không có số điện thoại tình yêu. Rồi mũ em đang mang á chị ơi, 77.000 đồng cái cho tình yêu nào luôn. Chốt cho em mã là sọc hồng có 35kg, còn sọc cam không có 35kg chị Bí Tâm ơi. Lên bây giờ em chốt sọc hồng 35kg chị Bí Tâm nha. Còn mẫu 35kg chị chốt mẫu khác giúp em nha chị. Anh ơi, mũ đang đội mũ mã hồng anh. Rồi mũ hồng kèm cưới sọc hồng 13kg chị Trang Phạm. Mũ hồng kèm cho em số điện thoại mấy chị. Chị Hồng Vân 47-32kg mẹ tầng xanh. Rồi mũ hồng nha, mũ đồng vàng 13 kg chị Nguyễn nha. Đây mấy chị mũ hồng, mũ hồng. Size này á là cỡ nói chung là đến người lớn mình, nhưng mà em bé là tầm học lớp 2 đủ lại là đã mang cái mũ bằng mình rồi. Nhá, cái nói chung là cái người nó lớn nhưng cái đầu nó không có lớn mấy chị ơi. Rồi em chốt 38 kg đậu đồng xanh và nút hồng 38 kg chị Trang Đinh nha. Không hiểu sao luôn mọi người, em từ lúc 3 tuổi cho đến bây giờ là 30 tuổi rồi. Chị xem đi ơi, đồng vàng kìm giùm em số tí. Lấy đồng vàng 16 kg chị Còn Châu. Rồi ok nè. Đồng vàng 23kg chị Huỳnh Anh có. Rồi ok nè. Mà bây giờ cái mũ mà em bé 3-4 tuổi là bé Diễm mang vừa, không hiểu sao mấy chị. Người nó lớn chứ cái đầu nó không lớn hay sao mấy chị. Rồi cái này là cho em là mũ hồng 77.000 mấy chị. 77.000 tí nên em bán cái mũ 3 tuổi cho là em mang vừa luôn á. Không hiểu sao mọi người. Sọc cam mẹ sao ít. Sọc cam hết rồi em à, hết rồi. Nói chung là sọc cam mẹ sao ít em hết rồi chị ơi. Rồi mũ giùm em 77.000 cái giá của nha em. Ok. Nóng màu hồng 9 tuổi, em chốt cho chị Nương Lê. Tầm học lớp 2 là mang vừa nha mấy chị, vì thằng cháu em ở nhà nó học lớp 1 là cái mũ nó là em đội là vừa hết luôn á. Cái mũ nó dễ lắm. Cái tầm xanh 22 và 54 chị Dương Nguyễn. Mũ nha. Rồi lên cho em mẫu mũ giùm em. Tầm sọc hồng 35kg trước chị Bí Tâm ạ. Tầm sọc hồng là ủa là cái nào? Đó, em sọc hồng đó. Đấy hả? Cái này là sọc cam em à. À chắc là cái này đúng không? Cái này á lẽ mẻ là cho em là sọc gì tầng cam. Lên cho em mẻ tầng cam. Chị biết tầng cam nó đúng cái đó chị gom em chỉ tầng cam cho đúng nha. Tầng cam. Mũ chưa? Mũ chốt em ạ. Còn
Cái này là tầng kem nha, tầng vàng và tầng xanh. Mấy chị comment chữ tầng vô dùm em cho nó khỏi lộn, chứ để nó lộn qua cái khác nữa mất. Bảo Hồng, em chốt chị Thơ Nguyễn 001. Rồi ok nè. Tầng xanh, tầng vàng và tầng rút kem. Rút hồng là đâu cái chữ hình anh. Rút hồng là bộ đang mang. Đấy, phải lót. Rồi 12kg đầm vàng và 51kg chữ hương thanh, chữ hiền ghế lấy. Rồi ok nè. Rồi đầm kem đúng không? Rồi đầm kem là 35kg thì bí tâm. Cái bộ đây là sọc cam, mấy chị phải khảo kèm kèm cho em là chữ sọc vô nha. Sọc cam cái này dễ thương lắm mọi người ơi, trời ơi chị nào cũng khuyên luôn á. Kèm đi chị ba xuống cái đầm giường. Đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Đây đây. Mê luôn mấy chị cái sọc này. Rồi đầm vàng, đầm vàng là hương thanh ok chị. Rồi cái sọc này còn phải gọi của em là phải gọi em luôn, phải gọi nó là chân ái luôn mấy chị. Giống như cái sọc của em đang mang này nó đẹp nhiều. Rồi đầm màu vàng đến 11.5 chị Jim đi ghê. Không hiểu cái người nào mà nghĩ ra cái sọc này nghĩ chân ái luôn mấy chị, cái đầu họ cũng hay thôi. Bộ 79.000 hả? 77.000 nghe. Mũ 77 nghe. Cô chị cái chị kia mua mũ 77 thôi, trúng hàng. Chị cái mũ màu rêu hay màu gì còn nhiều nhiều kia. Em về không, chốt chứ. Rồi em chốt tên vợ màu cam, màu vàng, màu hồng. Mẹ là ba cái sọc đó chị chốt với chị Tiểu Nguy ạ. Ôi trời ơi, chân ái luôn chị Tiểu Nguy ơi, về mặt nhớ cho em xin hình nha. Xin hồng nào. Xin hồng nào chị, cái bộ em đang mang là sọc hồng. Rồi chị kia em nếu đúng mẹ chị Diễm đang mang chị Linh chốt kia mẹ là sọc hồng. Còn cái này là ngố, bộ ngố, chốt cho em mẹ bộ ngố cho nó khỏi lộn nha. Còn cái mẫu này nha mấy chị lên cho em mã mới nè. Cái mã mới này cũng là chân ái luôn nè mấy chị. Sọc cam 112.000 chị. 112.000. Còn cái bộ em đang mang là size nhí là 115, đại là 130 và mẹ là 165.000. Tầng cam 22 và 4 đôi cho người tắm. Trời ơi, thật sự em nhiều khi em nghĩ không biết người nào nghĩ ra cái sọc này. Tầng 17 chị Thảo Nguyên 586. Giờ mình chưa có thấy chị. Và ngay cả cái sọc này. Bộ mẫu hàng 77.000 chị Lê Thị Tiên. Cái sọc như em mặc cũng chưa thấy luôn á. Em bán mũ hả? Dạ bán mũ á chị. Mũ 77, mũ 77 nha. Để là mũ hồng. Mũ hồng 77 nha. Em còn khoảng là 5 cái nền sọc nữa mấy chị, và sắp tới nữa. Lúc nào cho em 26 cái ký dùm mưu dung lên. Nếu mấy chị mua nhiều em sẽ may cái nền sọc chưa bao giờ mấy chị thấy luôn. Mở đây, đây đã đủ chưa? Rồi hết chưa em, mũ hết rồi. Còn 3 cái. 3 mũ màu hồng chú chị Huệ Mai ạ. Rồi ok, cảm ơn chị Huệ Mai nè. Sọc màu hồng 17 ký chị Thảo Nguyên. Sọc cam 21 ký chị Thanh Trần. Rồi ok mấy chị. Vô tình là chị Phương Thùy Nguyễn nha, chị lấy mẫu nào chị Diễm đọc mẫu á chị. Chị đưa giúp em đúng cái mẹ ra, em để em lấy đúng hàng nha. Đây mấy chị sọc bông hồng em trước xong rồi, rồi đến 14 chú chị Linh trước ạ. Sọc vàng này mặc cưng lắm nha mấy chị ơi, đây nè. Mặc dễ thương lắm. Sọc màu cam 16kg chị Còn Châu ạ. Đó, mấy chị thấy dễ thương không? Nó lẹ lắm nha mọi người nha, nó sang lắm, nó lẹ lắm mấy chị ơi. Mũ hết hàng rồi. Rồi ok nè. Rồi cho chị mũ màu xanh em ơi, màu xanh này mà mang đầm màu xanh rồi kia. Trời ơi, cái kia nãy mang cái đầm màu xanh này mang mũ rồi nữa giúp nó thôi. Rồi đây. Rồi cái mũ đây cũng bán cho chị 77.000 luôn nha. Cái mũ đây hàng xịn mấy chị. Cho chị một cái ẩn hồi luôn nha em. Không không chị. Cái mũ đây là trai gái mẹ con gì mang dễ thương lắm nha. Cái đầu em nhỏ xíu mấy chị, cứ cố gắng hết, phải gắn hết như thế này là em mới mang. Mũ ông hậu 22 ký chị Trịnh Loan BW có đơn ạ. Ok. Đây mấy chị. Dạ mũ hồng chị Trịnh Loan BW có rồi. Ai nha, rồi đợi em xin. Rồi em hết mũ hồng. Rồi sọc cam 14 ký chị Nguyễn nha ạ. Rồi ok. Dạ đồng đồng, chị đợi xíu bên em sẽ đọc lại cái mẫu á chị. Cái màu nào là mẻ gì để cho mình chốt cái chính xác nha. Rồi gian cho chị một cái nào ngồi luôn em ơi. Dạ sọc quen không có 35kg tình yêu từ 27kg đủ lại. Theo nha mọi người nha, sâu luôn cái khuy của nó này nó may sang lắm mấy chị. 77.000 cái hàng này xịn nha. Cái còn mà hàng rỉ hơn thì nó rỉ hơn, nhưng mà đội hàng chị nào hàng rỉ đợi em xin. Cái này thơm màu đẹp lắm mấy chị ơi, màu. Đây nè, sọc xanh kia. Trời ơi đây hả? Màu váy á. Ôi nó giống y luôn nè. Giống y luôn, cái này mặc cái này chết nhúc nách luôn hả? Đây sọc cam em chốt 8kg và 22kg chị Diễm Nguyễn ạ. Sọc cam 12kg chốt chị Ngọc Hồ ạ. Rồi đồng phía sau đợi một xíu nha chị nghe, em chốt liền cho mình nha. Cho mẹ biến em lên được chị. Rồi lên cho em mũ này, comment cho em mã là M1 được mấy chị. Lên cho em mũ em đang mang là mã M1 kìm kỹ nha, dễ thương lắm mọi người đây nè. Trời ơi nút này nó bọc nè, đẹp chưa. Này mấy cái này nó may kỹ lắm mọi người nha, 77.000 cái nha chị nha. Sọc cam 17kg chị Châu Thành. Rồi 77 nghe mấy chị chốt cho em mẹ là M1. Tầng xanh tầng hồng em chốt 17 và 12 chị Huệ Mai. Cái này á bé tầm học lớp 1 lớp 2 là mang vừa mấy chị. Cho đến người lớn mình là mang vừa mấy chị, có thể mua hai mẹ con mang đi chơi đi biển đi đồ đi resort này. Sọc một cô chị Ngọc Như là 16. Mẫu màu xanh 10. Mẫu màu xanh chú chị Thúy Anh ạ. Rồi mẫu xanh hay mã M1 thì mấy chị muốn chốt cái nào chốt. Mẫu màu xanh chị Thanh Trần ạ. Rồi ok, cảm ơn chị Thanh Trần. Rồi em lên lại cái đầm nha, cái đầm này. Rồi đây bộ phía sau chị Tiểu Huy có rồi. Rồi đầm này hai mẫu màu xanh chú chị Bích Vân ạ. Lên chi mã tầng xanh, tầng vàng và tầng cam em có 3 màu. Mẫu màu xanh mã M1 chị Huệ Mai một cái. Rồi ok. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Sắc chưa? Bé đỉnh luôn. Mã M1 chị Thúy Anh có đơn.
Nếu mà một chị Nguyễn Trinh 578. Rồi đây lên lại chị nào. Để sọc vàng ghế là 112.000 đã từ 7 kg cho đến 27 kg. Sọc vàng và sọc cam là 117.000 đồng, size từ 6 kg cho đến 26 kg mang vườn. Dạ mũ hồng em hết rồi tình yêu ơi. Rồi có mũ đính đám màu trắng kia rồi, đợi em xíu lên lại cho. Rồi chị nào lấy mũ xanh chút mũ xanh. Đây một hai cái chị Bích Vân có được. Màu cam và màu vàng là kiểu nó em may giống nhau mà nó có hai màu. Chị chốt cho em mã là sọc cam hoặc là sọc vàng size từ 6 đến 26 kg, giá sẽ là 112.000. Hàng không đỉnh không đẹp, mới Diễm không lấy tiền mọi người luôn, và không lạ đặc biệt mang cả làng không ai có. Chỉ có mấy chị mua ở nhà em, nói chung là nếu mấy chị ra đường mà thấy ai bán cái bộ này biết là nó mua nhà bé Diễm á, shop bé Ngô á mới có lần, chứ còn mà chắc chắn ai có đâu chị. Vì cái này người lớn cũng rất ít nhau chị nhá, ngay cả cái nền sọc này mấy chị đi mua đồ thời trang của người lớn thì cũng rất ít shop bán, cũng chỉ là đồ đen, chắc chắn không ai may nổi cái vải này. Vì vải này là em nhập trực tiếp tại công ty dệt, còn bộ hồng 25 ký chị Hương Thanh à, nó dệt thì em mới mua cái vải về và em may thì nó mới có nha, chứ còn may sẵn không ai may sẵn cái mẫu này đã bán được hết rồi. Còn đen 12 đen 17 ký chị Huệ Mai, rồi lên cho em ạ. Còn đen 12 ký chị Ngọc Hồ. Ok này, rồi đảm bảo giá nha, size từ 8 cho đến 18 kg là giá sẽ là 84.000 chị, từ 8 cho đến 18 kg nha mấy chị nha là 84.000, 19 kg cho đến 30 kg là giá sẽ là 94.000. Và mẹ siêu to khổng lồ như chị em mình mang đây chị có giá là 114.000 đồng một cái, cũng rất là rẻ luôn. Xin rồi chị đợi lên đơn nha. Xin sọc đầu ca chú chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ạ, 15 kg. Ok nè. Em cảm ơn chị Mai ạ, vải chất lượng ok lắm ạ. Rồi đẹp mấy chị ơi. Đấy. Rồi lên cho em mã em đang cầm là tầng vàng. Rồi cái này là tầng màu cam. Tầng cam 17 kg chị Nguyễn nha. Rồi size từ 8 đến 18 kg là giá 84.000, 19 cho đến là 30 kg là giá 94.000, và từ 31 kg cho đến là 50 kg hoặc là 51, 52 kg là quay đầu giúp em. Nói chung miệng nào nhỏ nhỏ giống như em, không hơi mặt béo giống như em chút xíu thôi. Hơi mập mập chút xíu giống như cái Diễm thôi là mang được. Cái mà hơi lớn hơn xíu nữa là không mang được nha. Rồi sọc màu hồng và đồng tầng màu xanh em chú chị Dương Minh Trang. Ok chị nào lấy lên đơn nè. Chị gì bà? Dạ cổ xanh người lớn đựng được á chị Diễm đựng được á chị ơi. Tầng đầu 16 cái chị lùng lì ạ. Rồi lên đơn cho em mã là tầng cam giùm em mấy chị, đầm này đầm tầm màu cam. Kèm cưới xuống rồi, đầm này đầm tầm màu vàng. Rồi tầng vàng nha. Tầng đầu xanh và tầng đầu cam 14 ký chị Nguyễn Lan. Bộ này sọc, sọc cam, sọc vàng rồi ok. Bé Diễm qua mẫu tiếp theo cho chị mẫu tiếp theo đi nha. Mẹ chị Diễm đang đến 10 ký và 55 ký chị Hương Thanh. Rồi cảm ơn. Tầng xanh 18 ký chị Bích Tùng Trần. Rồi ok chị Bích Tùng Trần, cái áo này màu vàng nữa chị. Cái này là sọc vàng này, cái quần nó may đỉnh đó mấy chị ơi. Rồi sọc vàng nha, chị nào lấy bộ sọc vàng chốt khi mẹ sọc vàng được cái bộ màu xanh mẹ đỉnh của chị, rồi cho chị cái bộ tiếp theo là cái bộ rút màu đen đi em ơi, cho nó đẹp. Trời ơi, màu đen mũi giờ không có, cái bảng màu chắc chắn phải có màu đen, màu đen đi chơi đi rồi nhức cái nách luôn. Rồi cái này sọc màu vàng nha chị, chốt khi mẹ sọc vàng kèm ký lên cho em mã là sọc vàng kèm ký số thoại size từ 6 đến 26 ký là giá sẽ là 112.000, từ 6 đến 26 ký giá 112.000 đồng chốt cho em mã đó nè. Ở cái gì đây, sọc vàng hoặc là sọc kem kiềm ký, sọc vàng hoặc là sọc kem kiềm ký bí số thoại nha. Rồi ok lên cho chị một mẫu đó đi. À quên giới thiệu cho chị hai mẫu này nữa rồi, đi diễn qua cái mẫu khác cho nha mấy chị, nhiều mẫu lắm, đợi em tới. Rồi hai mẫu đây là mấy chị lên cho em, cái mẫu này là mã mới và mẫu này là sọc xanh nha. Rồi nghe giùm em nè, mẫu này là sọc xanh và mẫu này mã mới, hai mẫu này nó giống nhau vậy, may cho chị là hai màu. Em lên cho chị hai màu, mẫu này bị trước là có mẹ và bé, và em cũng có để chụp hình đăng rồi nhưng mà hiện tại là em hết mẹ. Chỉ còn bé nào cao tầm 1m37, nặng khoảng là 39 kg đổ lại, bé nào hơi tròn tròn á thì lùng lùng thì nào ok, chứ mà mẹ thì cổ cái mẹ thì em hết nha. Rồi chốt đơn cho em mẫu này, comment cho em mã mới và là sọc xanh kèm ký số thoại giùm em, nhân viên chốt đơn nha mọi người nha. Rồi size cho mấy chị đó là từ 6 kg 14 kg thì chiều chiều. Rồi ok nè, size từ 6 kg cho đến còn lại 14 kg thì tròn thoa. Rồi ok, 6 kg cho đến 22 kg là giá 120 đồng, và từ 23 cho đến 39 kg bé nào cao tầm 1m37 đổ lại giùm em là giá sẽ là 140.000 đồng. Lên cho em mã đó là mã mới, là cái màu đây mấy chị, màu hình mẫu là mã mới nha, và em có cả là màu xanh đó. Mẫu này mẹ và bé mặc rất là đẹp luôn, nhưng hiện tại em hết mẹ mấy chị. Mấy chị em hết rồi nha, chỉ còn vài bộ của bé cuối cùng, chị nào nhanh tay chị đó có, chứ hiện tại em hết rồi nha mọi người nha. Mặc rất là đẹp luôn, hai mẹ con mặc đi chơi biển này. Đấy, dễ thương lắm nha mấy chị. Rồi lên đâu cho em mã mới hoặc là sọc xanh kèm con nè. Rồi mã mới hoặc là sọc xanh kèm con nè, số thoại thì nhân viên chốt đơn. Rồi em quay mẫu tiếp theo. Để mà anh nhận lấy nó rồi. Rồi ok này. Mã mới thì tốn cái cho tròn thua. Rồi ok này. Rồi lên cho em mẫu này là đen đi mấy chị. Comment cho mã đen, màu đen này quá đẹp luôn. Mang đôi giày màu trắng hoặc là
nói chung bộ cái mũ thêm cái kiểu giống như là kiểu tông trắng đen, trắng đen đó. Còn xong đây nó cái chị Thanh Thư. Rồi. À, số 2 đợi bữa nào cho em bí xu nó chụp hình mẫu cho chị. Rất là đẹp luôn á chị. Trời ơi, xếp này đẹp lắm nha. Cái này mà mấy chị thêm cái tông trắng đen, ví dụ như mẹ mặc màu trắng màu đen. Dạ, áo mặc vừa bên em có size là từ 7kg cho đến 19kg là 82.000. Okay. 20kg cho đến là 33kg là 92.000. Và từ 34kg cho đến là 80kg là giá là 118.000 nha chị. Chị nào lấy áo mặc cười thì gửi giùm em áo mặc cười kèm cưới kèm số điện thoại nha. Rồi cho chị mấy cái mũ kia bảo cho chị hai ba cái. Mã có 28kg thì Duy Khánh. Rồi lên cho em mã đen với chị. Cái này mà mấy chị theo cái tông trắng đen mà mặc cái này nhức lắm luôn. Mang cái đôi giày màu. Còn màu xanh 45kg, mẹ mới 45 chị Ngọc Thảo Hồ ạ. À. Đi 14kg thì chiều chiều ạ. Rồi dây 99.000 size từ 6 đến 28kg chị, dây 99.000 bộ chất liệu của nó gọi là thun gân cao cấp. Rồi vải này gọi là vải thun gân cao cấp, giùm em nghĩ là mặc tới đâu dạng tới đó, giống như những cái áo mà của người lớn mình là vải thun gân cao cấp với chị. Thì cái này em nhập vải của cái xưởng người lớn để mà em quay qua em may cho cái đồ em bé nhé. Rồi lên cho em mẫu này màu đen chị Nguyễn Vi ạ. Màu đen chị Nguyễn Vi Mây Trà. Rồi em có cả là màu đỉnh đó nè, màu đây thì quá xuất sắc rồi. Màu đen chị Bùi Minh Hằng ạ. Rồi ok. Màu đen chị Nguyễn Môn. Rồi màu này là màu đỉnh với chị, chốt kia mã đỉnh luôn giùm em có hai màu. Mã mới 28 của chị Nhung Trần. Rồi ok nè. Tầng xanh 43. Dạ không, màu đen không có 43 chị ạ. Đen không có 43kg chị, đen này chị có size là từ 6 đến 28kg là giống. Mặt cười ra tôi có chị Thanh Thu. Cái này là mã đỉnh nha. Rồi màu đây là quá xuất sắc với chị, lên chị mã đỉnh với chị nào lấy màu đen chốt thì mã màu đen vì mẫu này may cho. Rồi theo lịch hôm nay thì hôm nay tí nữa tắt like là nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn từ nay và tới trưa ngày mai là hết nha chị. Ui cái mẫu đây còn sạch màu hồng 20kg chị Thập Thị Linh ạ. Rồi cho chị cái bộ con gấu chị Huỳnh Anh, chị ghi đen kiềm ký là được chị ơi. Mở chị bộ size số 1 đi. Đen 16kg chị Huỳnh Nèo Bích Kỳ. Đen 23kg chú chị Huỳnh Anh. Đen đẹp lắm chị ơi, cái tông trắng đen không bao giờ bỏ qua được. Riêng em đẹp không bao giờ bỏ qua cái tông trắng đen được hả chị. Rồi bên em không có mẹ bộ xanh chị ơi, chị nghe chị Diễm đặt mẹ để lên cho đúng nha. Mã đỉnh 13kg chị Trang Phạm ạ. Đỉnh đỉnh cái mẫu này là mã đỉnh cho em á chị, màu đây là đỉnh và chị lấy cái tông trắng. Rồi màu đen chú chị Hoàng Hằng. Màu đen chú chị Linh Huyết là 15. Ok mũ đen. Chị Lan Hương Nguyễn đen 21kg. Rồi còn có cái là chị Đỗ là màu đen 24kg. Rồi đỉnh đỉnh. Rồi mũ em đang mang là comment chay mã M59K để chị có một cái à. 59.000 cái mũ này đổi với lại 1.000 bộ đồ, bộ nào nó cũng hợp hết, và đặc biệt cái chữ mà như này nè nó hot cực kỳ luôn. Mẫu đen không có 43kg thì nhiều rồi. À, mẫu đỉnh với lại mẫu đen này thì có size cho chị đó là từ 6 đến 28kg thôi mọi người, và giá sẽ là 99.000 bộ chị chốt kia mã đỉnh hoặc là mã đen kèm ký số thoại nha. Bộ này bộ em. Rồi chị nào chưa theo dõi trên fanpage thì nhớ cho em ngay một nút theo dõi nha mọi người nha, chứ để chị mình lạc mất nhau nha, lạc mất em rụng lắm chị, mà em cũng lạc mất chị em cũng buồn nữa. Nên nhớ là cho em một nút theo dõi nha. Mũ hết rồi hả? Ok. Rồi, tiếp theo các chị lên cho em bộ này comment cho em lại gấu xanh. Dạ 35kg thì tùy theo mẫu nha tình yêu nha. Rồi 59.000 trước chị Linh Trúc ạ. Rồi lên cho em mẫu này, lên cho em mã bộ gấu xanh nè. Dễ thương mấy chị bộ bé gái nhé. Chị lấy bộ gấu xanh chút mã bộ gấu xanh. Rồi gấu xanh này size từ 9kg cho đến 20kg là giá sẽ là 99.000 đồng, và từ 21 cho đến. Ủa hết rồi hả? Rồi size đại là em còn 20-21kg là giá sẽ là 110.000 chút cho em mã bộ gấu xanh mấy chị. Hết hàng rồi, mẫu đây mới vừa like có một ngày hết hàng đó chị. Chúc mẹ gấu xanh kiềm ký nha. Bộ gấu xanh 15kg chị đẹp lê. Gấu xanh đẹp lắm đấy. Đây mấy chị. Đây dễ thương lắm, rồi chúc mẹ gấu xanh nha. Bộ gấu xanh chị Thảo Thảo là 16. Rồi ok. Chị Anh Thiên là 19kg. Rồi. Gấu xanh 19kg chị Trần Thoa. Rồi ok. Ui có cái kéo có mấy cái. Mẹ đỉnh 17kg chị Trang Hạnh. Dạ có mấy cái mũ dạng như đây nè. Gấu xanh 10kg chị Nguyễn Ánh Nghi. Có mấy cái mũ mà đủ màu của em bé nhỏ hơn nè. Mũ này chị nói mặc đội dễ thương nè. Đây nè. Đấy chị. Rồi gấu xanh mấy chị. Gấu xanh trước chị Linh nè. Gấu xanh chị Trần Thị Trung. Gấu xanh chị Ánh Vui nè. Rồi ok nè. Gấu xanh dễ thương chưa. Rồi chốt bạn gấu xanh nha. Rồi mũ gấu xanh mình đủ cái chị Nhanh Thịnh. 77.000 chốt kia mũ trắng nè mấy chị. 77.000 lên. Gấu xanh 14kg chị Nguyễn Nghe. Rồi ok nè. Gấu xanh 21 chị Nguyệt Ánh. Rồi cho chị mũ Gucci luôn đi. Rồi gấu xanh kèm ký số thoại giùm em nhân viên chốt đơn nha. Gấu xanh size từ 9 cho đến 20kg là giá 9 cho đến 20kg là giá sẽ là 9-20kg nha. À bộ kia 21. Gấu xanh 15kg chị Phương Linh. 42 thôi nè. Rồi 21-22kg là giá 110.000. Chốt kia mã gấu xanh và mũ cái Diễm đang mang là mã cho em là mũ trắng. Ủa tình yêu Phương Linh số điện thoại là 276 ơi. Mình có nhớ mình đem hàng bên em không chị Phương Linh tình yêu ơi. Gấu xanh 11kg chị Kiều Diễm ạ. Gấu xanh 14kg chị Nguyễn Nghe có. Rồi ok. Bơm hàng nghe một phát là bị chậm tiến độ. Rồi bơm hàng là có chữ bơm hàng thật to trong cái tờ giấy mà in ra luôn nha chị Phương Linh tình yêu ấy. Rồi thoát ra muốn mua đồ chị thoát ra cộng với em 100.000 nha chị, bên nhân viên chút đô lại cho nha.
bên em cũng bán lắm, chị thèm bán chết luôn á. Cái mũ này giống mũ em, giống mũ em đang mang không? Đúng rồi. Rồi chỉ có hai cái. Rồi 77 ngàn đó chị ơi. Đây đây, rồi cho mọi người xem cái hình còn nữa ha. Đây đây, ui mũ đá đẹp lắm đó chị. Tắt luôn. 77 ngàn nha, còn hai cái. Cho mẹ chị Dũng đang là mũ đá giùm em nha. Đá là 77 nên mẹ là mũ đá nha tình yêu. Rồi con xì luôn nè. Rồi qua tiếp theo. Bây giờ tiếp theo cháu chị tiếp theo đi. Rồi gỗ xanh 21 ký, cháu chị Nguyễn Ánh Kim ạ. Rồi ok nè. Gỗ xanh em chốt 15 ký, cháu chị Thu Thủy ạ. Rồi ok, cảm ơn chị Thu Thủy nè. Rồi gu xì mấy chị. Lên cho em mạng mũ gu xì giá nhiêu gian thôi. Cái chuyện cái hoài luôn em. Qua đây đưa chị luôn. Rồi mũ gu xì này sale cho chị 62 ngàn cái. Chốt cho em mạng gu xì nhớ ghi giá cho khách nha. 62 ngàn cái chị. Đẹp rất lớn, đẹp này. Rồi chốt cho em mạng gu xì giùm em 62 ngàn đồng. Từ học lớp 2 cho đến người lớn là mày ok. Học lớp 2 cho đến người lớn là mà nhà mình ok nha. Cái bộ này đẹp quá, mà như khách quê quán mua gần hết rồi mấy chị. Thật sự bộ này quá đẹp luôn. Dạ đâu có, chị Như ấy là đợi xíu lên liền cho. Như ấy mua mũ gì? Tròn mấy gái rồi, cái này có mấy tuổi? Mấy ký? À, cái này cỡ 10, nói chung là bé tầm 2 tuổi đổ lại quá, 2 tuổi rưỡi đổ lại mấy chị. Cái này em nghĩ chắc tầm 2 tuổi rưỡi đổ lại nha, bao nhiêu tiền hả Giang ơi? Hả? Rồi xem với chị 62 ngàn cái đi. Lên cho em mã này gì đây, vành hồng. Comment cho em mã vành hồng nha, 62 ngàn cái. Chắc tại em nghĩ tầm 2 tuổi rưỡi đổ lại mấy chị. Tầm 2 tuổi rưỡi đổ lại là tầm bé mấy tháng cho đến là 2 tuổi rưỡi á chị ơi. Tầm 8 tháng. Ừ, chắc cỡ đó. 8 tháng đến 2 tuổi rưỡi mã là vành hồng nha chị. Vành hồng 62 ngàn nhớ giá nha. Rồi cái đây mấy chị, bộ đây quá đẹp luôn. Lên cho em mã là, trời ơi, mã gì đây? Xuất sắc nha mọi người. Bán chạy nhóc luôn á, thật sự cái bộ đây em đang kêu công ty nó may thêm cho em nhiều nhiều xíu. Bộ cao sơ chị Nguyễn Hiền đợt 7 năm. Có rồi, em còn có 3 bộ. Bánh hồng 62 ngàn chị Thanh Trần. Lên chị mẹ xuất sắc, cái màu nó quá đẹp, anh chị nó thấy nó phối nè. Rồi em còn có mấy bộ cuối cùng, size này tầm khoảng là 20-21 ký, là giá sẽ là từ từ không, cái này từ 21 ký nè, 21 đến 24 ký mang vừa giúp em. Bộ cao sơ chị Vân Vân là 038. 21 đến 24 ký, giá sẽ là 100 con xem mấy chị, bộ này 114 ngàn. 114 mấy chị, lên cho em mã là xuất sắc. Comment cho em mã xuất sắc. Kia Giang ạ, cái kia từ là mày hồng chị Nguyễn Ánh Nhi ạ. Giang, cái thằng kia là từ bay đến 5 tuổi là nguyên một rổ luôn hả Giang? Đưa lên, đưa lên cho chị coi. À, bi gái á hả? Rồi lên cho em mã xuất sắc mấy chị. Xuất sắc này size từ khoảng là 21 cho đến là 24 ký, màu kê túi hộp này xem mấy chị 114 ngàn. Dạ mẫu cho bé chị ạ. Bí người lớn thì mấy chị muốn mua cái nào mang cho nha. Không, cái này bí mà bí bí 5 tuổi rộng nó vừa. À 15 tuổi bí gái rồi. Cái này không có vừa. Xuất sắc đi. Xuất sắc là từ 19 tới 25. Xuất sắc 21 cái chị Hương Thanh. Rồi ok, cảm ơn chị Hương Thanh nè. Xuất sắc 22 cái chị Kim Quý. Rồi ok, cảm ơn. Bộ vành màu hồng chị Kiều Diễm, 62 nghìn. Ok, cảm ơn chị. Xuất sắc 23 cái chị Nương Lê. Rồi ok, chị Nương Lê. Ờ, cái mũ quá đẹp quá Giang hả? Đây này, chị đang ngắm mũ này mà hết rồi. Chị còn hay đó. Em ơi, giúp em kêu nước này em ơi. Rồi đây mấy chị. Lên cho em mẫu này, comment cho em mã M3. Nhân ơi, em khát nước anh Nhân ơi. Sao mà M3 giùm em nha người nhà. Chốt cho em mẫu này là M3 mấy chị. Rồi M3 này bán cho chị 39 ngàn cái nha. Rồi vừa bán vừa chi ông cho chị kèm đơn nha chị nha. Kêu lưu ý là kèm đơn em mới gửi được cho chị 39 ngàn. Lên cho em mẫu này M3. M3 kèm ký số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị. Mũ này mã M3 này 39 ngàn cái. Rồi có hai cái thôi, chị nào lấy lên đơn và mũ này thì dành cho bé trai thì tầm khoảng là mấy cơ từ 3 tuổi nha. À, từ 3 tuổi rưỡi cho đến khoảng là 6 tuổi, 6 tuổi mang vừa. Từ 3 tuổi rưỡi cho đến 6 tuổi là mang ok nha. Lên chị mã M3, còn bí nào nhỏ nhỏ, đầu nhỏ nhỏ thì tầm 7 tuổi nha chị. 39 ngàn cái M3. Tiếp theo Giang ơi, M4. Nói thêm chị M4 chị. Comment cho mã M4, 39 ngàn. M3, M4, cái chị ngăn phạm. Chốt chị mã M4 thì tầm khoảng bí, nói chung là tầm 3 tuổi. Còn bí nào ví dụ 2 tuổi đầu to to, chị cứ nhắm cho em vì cái này nó có điều chỉnh nha. Đó, toàn bộ nó có điều chỉnh về cái rộng chật điều chỉnh cho em chứ giờ mũ M3 chữ Hương Thanh. Cái đồ thì nó canh theo sai được chứ cái mũ em chịu mấy chị, chẳng lẽ giờ lấy cái dây đo cái M4 chữ Vân Vân. Chẳng lẽ giờ lấy cái dây mà đi đo cái cm thì nó hơi kỳ quá nên thôi về ví dụ có động nó chật điều chỉnh cho em xíu nha chị nha, chứ giờ em cũng không canh được cái này lắm nhé.
Rồi thì em nghĩ là tầm 3 tuổi cho đến khoảng 6 tuổi. 34 thì Nguyễn nghe 257. 34, 39 ngàn nhanh tay cái nào cũng được Giang ơi. Mỗi mẫu 2-3 cái vậy. 34 chị Lâm Lâm. M4 chị 39 ngàn cái M4. 34 chị Thu Thủy. Rồi M4 nha. M4 chị An Nguyễn. Rồi tiếp tục cho em mẫu này là mã M5. Rồi M5 giùm em luôn này mọi người, sang chảnh đẹp chưa? M5 giùm em nha, con cái hay sao này? M5 mấy chị lên chi mã M5 kèm ký 39 ngàn, người bán Nutrion cho chị kèm đơn nha, cứ từ 3 đến khoảng 6 tuổi M5. Chúc chị mã M5 nè. Rồi lên tiếp cho chị vành màu vàng là M6. Vành màu vàng cho em là mã M6 nha, chị lấy M6 chút mã M6 nè. M6 kèm ký số thoại nhân viên chốt đơn rồi ok, tí nữa lên tiếp nha, cái này nhỏ hơn một xíu, cái này thì tầm khoảng là 2 tuổi nè mấy chị. 1-2 tuổi nè. Không, cái này tầm khoảng là 1 tuổi rưỡi cho đến khoảng 3 tuổi. Đây quá đẹp luôn. Rồi sale luôn mấy chị, cái này trụ hà hàng đắt này sale 69 ngàn. Mã 5 của Tuy Nguyên ạ. Quá đẹp luôn, lên cho em cái này 69 ngàn nha. Cái màu trắng này là 69, chốt cho em mã là trắng 69. Comment cho em mã trắng 69 nha. Rồi được rồi Giang ơi, được rồi trắng 69 nha. Đưa chị thêm vài cái nữa thôi em ơi. Để chị qua cái khác nha. Rồi trắng 69 kèm con nạn số thoại giùm em nhân viên chút đơn. Rồi lên cho chị cái đầm này đi thôi, cái đầm này quá đẹp luôn mấy chị kèm cho em. Mã 5 em hết rồi chị Kim Thúy, đợi xíu mua một khác nha. Rồi cứ đem lại xuống cho chị vài cái nào cũng được nha. Đây. Rồi Kim Thúy nói đúng không vậy? Mã 16 chị Lùng Lì. M7 đi mấy chị. 39 ngàn chút mã M7. Rồi 39 ngàn lên cho mã M7. 69 ngàn rồi vân vân. M7 nha mọi người, chút mã M7 giùm em từ 3 cho đến 6 tuổi mau cơ M7. Chút mã M7 kèm ký nha. Đi trắng còn đi. Trắng hết thợ rồi, cái này xem mấy chị 69 ngàn luôn đi nè. Trời ơi cái hàng này hàng đắt cực kỳ luôn nè. Rồi comment cho em mã đó là, trời ơi mẫu đẹp quá mấy chị ơi. Lên cho em mã đó là gì đây gì xanh rin. Comment cho em mã màu xanh rin đi mấy chị. Cái này nó phối cho mấy chị là màu xanh rin nè. Đấy, đẹp nha, cái này cũng là cỡ em nghĩ là 1 tuổi rưỡi cho đến 3 tuổi mấy chị. Dạ vâng, chị đi lái em lên rồi chị Hoa ơi. 1 tuổi rưỡi cho đến 3 tuổi nha, cái này độ xinh lắm mọi người, cái mũi nó sang cực kỳ luôn, hàng đắt nha mọi người, hôm xem cho mọi người luôn, 69 ngàn cái, còn mấy cái 3-4 cái cuối cùng à, hết hàng rồi. Rồi lên cho em mã là mũ rin, mũ ở cái gì đây? Xanh rin mấy chị, màu xanh rin nha, chị lấy xanh rin chứ chị vân vân. Rồi ok vậy vân vân này. Rồi cái nguồn chip đợi em xíu lên lại cho. Lên cho em cái đầm này mấy chị, chốt cho em mã đầm gì đây, đầm hồng, hoa hồng đi. Comment cho em mã hoa hồng kèm con mã phúc họa nhân viên chốt đơn, size nhỏ nhất là từ 12 cho đến 16 kg là giá sẽ 89 ngàn đồng, và từ 17 kg cho đến là 22 kg là thì giá sẽ là 99 ngàn chị. Chốt cho em mã đầm này đó là hoa hồng kèm con nạn số thoại, hoa hồng kèm con nạn số thoại nhân viên chốt đơn. Chào chip yêu có 7 kg cho bé gái á chị ạ. Chị Hoa chồng có lấy chip thì em chip kèm ký nha, dành cho bé gái nha chị. Chip em lên nhanh nè mấy chị, nó có nhiều hình hàng công ty, em bán từ 3 cái và sẽ là 37 ngàn một cái, là 3 nhân 17 là 51 ngàn đồng cho một tép. 51 ngàn đồng cho một combo như thế này, nếu mà chị nào muốn mua nhiều hơn thì có thể comment cho em mã là 2 combo hoặc là 3 combo bên em lấy nhiều hơn nha. Chứ còn bình thường mấy chị comment mã chip là sẽ là 3 cái, mặc định là 3 cái như thế này, rất là nhiều hình, sẽ lấy lộn xộn nha mấy chị nha. Rồi 17 ngàn đồng một cái, là bán từ 3 cái là 51 ngàn đồng, có đủ size là từ 6 kg cho đến là 18 kg thôi chị. 6 đến 18 kg nha, chị nào lớn lớn hơn thì đợi em chắc tầm tuần sau là em về thêm size lớn nha, chứ hiện tại em hết. Rồi lên cho em mã đầm hoa hồng giùm em chị, size từ 12 cho đến là 12 kg cho đến là 16 kg là giá 89 ngàn đồng, và từ 17 kg cho đến 22 kg là giá sẽ là 99 ngàn. Đầm hoa kèm turban này rất là đẹp luôn. Rồi chị tình yêu lấy lên đơn cho em mã là hoa hồng kèm cái bé xuống thoại nhân viên chốt đơn nha, có hai màu, màu hồng với màu xanh. Rồi đây màu xanh đâu rồi ta, rồi đây ui đây mấy chị, rồi màu hồng và màu xanh em nha. Chốt tầng màu cam, cái tầng cam bí là 18 kg, bí 13 kg và một nón bành hồng, chúc chị Chi Lưu Thị ạ. À. Rồi ok này, đây là đầm hai kim đôi chiếc 7 kg chị Hoa Trần. Rồi ok này, chiếc 11 kg chú chị Kiều Diễm. Rồi ok chị Kiều Diễm đi. Đây mấy chị, đầm đây là tầng màu cam, tầng màu xanh và tầng màu vàng. Chị lấy tầng màu nào chú chị mà tầng kịp màu nha. Rồi em có cho chị là tầng màu cam, tầng màu vàng và tầng màu xanh. Tình yêu là lấy tầng màu nào lên cho em mã tầng kèm màu kèm túi xuống thoại mấy chị. Tầng kèm màu kèm túi bí xuống thoại, đây là màu vàng. Đây mấy chị, khỏe đẹp chưa? Tầng màu vàng nhé, chị lấy tầng vàng chút mã tầng vàng, và đây là tầng xanh này. Đẹp chưa? Size chấm chị đó là từ 8 cho đến 18 kg là giá sẽ là 84 ngàn đồng. Từ 20 kg cho đến là từ 8 cho đến 18 kg là giá là 84, từ 19 cho đến 30 kg là giá 94 ngàn. Và của Saiko sẽ là từ 31 cho đến 50 kg đổ lại quay đầu giúp em. Giá sẽ là 114 ngàn. Chúc cho em mã tầng xanh. Rồi hai đầm hoa kèm màu.
Rồi lên cho chị đồ thể thao đi, đồ thể thao. Rồi còn cho em cái 18 13 và một nón cạnh hồng chị Chi lưu thử có được. Rồi ok nè. Hồng quần dài có 17 ký nha. Không có 17, hồng quần dài đây là giá sẽ là bao nhiêu này? 69.000 đồng nè. 95.000. Tiền mấy chị 69.000, chốt cho em cái ra bộ đây là thằng em trai mẫu quần dài đi mấy chị. Rồi cái 20 ký chị lùng lùng. Rồi size từ 7 ký cho đến là 13 ký, 14 ký mang vừa giùm em. Lên trai mẫu quần dài sale 69.000 bộ, bộ có mũ nè. Sọc vàng là rút vàng hả? Rồi ok nè, sọc vàng đúng rồi, sọc vàng cái này nè. Sọc vàng ở trên trước giờ chiều chiều 14 ký. Rồi, lên cho em bộ này là quần dài nha. Quần dài áo có mũ nha chị. Quần dài áo có mũ giúp em. Rồi size từ khoảng là 7 ký, từ 8 ký cho đến là 14 ký. Giá 69.000 đồng. Còn bài bộ. Rồi lên cho em mã bộ thể thao nè. Thể thao kèm con nặng nha chị. Rồi thể thao này em có đủ màu. Có màu xanh bơ nữa Giang ơi, thể thao màu xanh bơ. Lông vàng 14 ký chị Nguyễn Nga. Tầng kem 14 ký chị Ngọc Bích. Rồi ok nè. Tầng tầng vàng chị Đào Nguyễn 13. Rồi ok. Rồi bộ thể thao mấy chị comment cho em mã đó là bộ ở gì đây, TT thể thao viết tắt giùm em cũng được các chị. Rồi mã chị Diễm Mặc có size 33 ký, bên em có size từ 7 ký cho đến là 60 ký luôn nha các chị. Rồi bộ em đang mặc là bộ mã cho em là sọc hồng. Size từ 6 ký cho đến 22 ký thì giá sẽ là 115.000 đồng, 23 cho đến 39 ký thì là giá 130. Và size mẹ là SML tương đương là từ 40 ký cho đến 60 ký nào ok, giá sẽ là 165.000 đồng. Chị chốt cho em mã là sọc hồng kèm con nạng số điện thoại. Lên cho em mã sọc hồng kèm con nạng số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn cho mình mã sọc hồng nha. Rồi em quay cho chị bộ thể thao nè. Thể thao thì nhà em có nha chị là thể thao màu cam. Rồi thể thao màu xám nha mọi người nha. Thể thao màu xanh lẹ. Đấy, hiện tại những cái bộ này thì em chỉ còn size tầm 45 ký đổ lại thôi, sẽ chia làm ba giá tiền size nhí, size đại và size cô. Size nhí là từ 10 ký cho đến là cái gì đâu nha. Rồi từ 10 ký đi. Đây đây đây. Rồi từ 10 ký cho đến là 23 ký với chị thì giá sẽ là bao nhiêu chị? 89.000 đồng. 24 cho đến 39 ký là giá 99.000 và từ 40 ký cho đến là 45 ký là giá 120.000 đồng. Lên cho em mã thể thao kèm màu, viết tắt cho em mã TT kèm màu nha. Hiện tại mấy cái bộ này em còn lẻ size thôi, mấy chị cứ comment lên. Nếu còn màu nào nhân viên sẽ lấy cho mình màu đó nha chị nha. Sợ không còn đủ hết của cặp bố con rồi này kia, sợ không còn đủ size hết nha. Rồi lên cho em màu đầu tiên là màu xanh bơ. Màu tiếp theo cho em là màu cam nè. Rồi cái này là màu xám nha chị nha. Màu xám, màu xanh lạ. Rồi xanh lạ hộ em nè. Xanh xanh biển. Rồi màu này là màu xanh biển. Sọc hồng 10 ký 55, em chốt chị Hương Thanh có đơn lúc nãy rồi ạ. Rồi lên cho em mã thể thao kèm màu nha mọi người nha. Thể thao kèm màu kèm ký số điện thoại giùm em nha. TT kèm màu kèm ký số điện thoại nhân viên chốt đơn. Rồi thể thao kèm màu kèm ký số điện thoại. Thể thao vàng 18 ký chị Trịnh Thúy Lan. Rồi ok nè, có là màu xanh bơ nè. Sọc vàng, sọc cam chị Diễm Phan là 14 ký. Rồi ok, sọc vàng, sọc cam 14 ký là 112.000 đồng một set nha chị. Sọc vàng, sọc cam là có size cho chị đó là từ 6 ký cho đến 26 ký với chị giá 112.000 đồng. Lên dây mã TT kèm màu nha, xanh bơ. Xanh bơ 14 ký chị Nhanh Phạm. Xanh bơ rất là đẹp luôn mọi người. Dạ xanh bơ không có 70 ký tình yêu ơi. Xanh bơ này size tầm 39 ký đổ lại thôi mọi người. Em còn vài bộ sắp hết rồi, nói chung xanh bơ 33 ký chị Liễu Ngô. Rồi màu cam mấy chị, thể thao màu cam. Rồi thể thao màu xám nè. Thể thao màu xanh lẹ giùm em. Rồi thể thao màu biển, màu đây là màu biển nha. Và màu này là màu vàng. Rồi chị nói lấy thể thao màu nào chốt kia mà thể thao kèm màu kèm tí số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn mấy chị. Rồi nhanh tay hộ em. Rồi qua mẫu tiếp theo nha mấy chị nói lấy cái nào mấy chị cứ comment lên. Rồi nếu mấy chị nào không có thời gian xem livestream mấy chị có thể coi lại livestream cũ của em á, thích mẫu nào mấy chị. Thể thao màu xanh lẹ chú chị Thanh Trần. Rồi ok nè. Sọc hồng chị Diễm Mang 15 và 26 ký chị Bảo Kim. Rồi ok chị Bảo Kim. Thể thao màu cam chú chị Jenny Phạm 16. Tạm chốt nha chị, mấy bộ thể thao nhân viên tạm chốt nha. Tí nữa bên em chia hàng sau còn cái nào em lấy mình cái đó. Sọc vàng 14 ký chị Triều Triều có luôn. Và đặc biệt là màu vàng 14 ký chị Nguyễn Nghe có. Màu này là màu ghi. Comment cho em mã thể thao màu ghi nè, rất là đẹp luôn á chị. Và màu này cũng hết size. Thể thao xanh bơ, thể thao xanh lẹ tạm chốt đơn cho chị Trang Minh. Ok, tạm chốt chị nè. Rồi cái này sọc có màu vàng. Không có 30 ký. Sọc vàng không có 30 chị. Chỉ có sọc hồng em mang là có 30 nè. Chứ sọc vàng có 30, còn không mà chị lấy xếp váy này thì nó có nè. Sọc màu xanh thì có nè, hoặc là mã mới đấy thì có nè, chứ còn mà màu vàng với lại màu cam không có 30 ký nha. Cái mẫu đó em may size tầm 26 ký đổ lại. Đây màu đây cũng rất là đẹp, mã mới cho em luôn. Rồi cái này màu đây là màu ghi mấy chị. Comment cho em bạn ghi kèm ký size từ 10 cho đến là 23 ký là giá sẽ 89.000 đồng bộ. Từ 24 ký cho đến là 39 ký là giá 99.000 và từ 40 ký cho đến như chắc 45 muốn mấy ký à. Cũng sắp hết rồi. Là giá 120, từ 40 ký trở lên là giá 120 nha. Màu ghi siêu sang luôn.
Rồi màu ghi rất là sang luôn. Chị nào lấy lên được. Rồi quay mẫu tiếp tục. Khoảng hơn màu ghi 15kg chị Thanh Trần. Màu ghi Thanh Trần này. Rồi mũ em còn 2 cái lên cho em mã M7. Comment cho em mũ này là mã M7 39.000 cái sao từ 3 tuổi cho đến 6 tuổi mà ok. Chốt chi mã M7 thôi chị, có 2 cái thôi. Comment cho em mã M7. Màu ghi 13 cái chị Nguyên Thảo. Rồi M7 mấy chị chút mã cho em là M7 kìm ký số thoại nha. Mũ giùm em size từ 3 tuổi cho đến 6 tuổi mà ok. Có điều chỉnh sau lưng nha chị. Rồi lên chi mã M7 kìm ký đi, tiếp tục nè. Rồi bộ bí chai hả? Rồi phim thấy nhiều vậy hả? Rồi mấy chị muốn mua kiểu gì nữa ta? Bộ ngố bộ đùi hay bộ gì mấy chị? Bộ ngố bộ đùi hay bộ gì? Mày bảy hai cái chứ chị Nguyên Thảo à? Chụp chụp em à. Rồi cái bộ ngố ngố gì? Mấy chị mua đồ ngố thôi. Sọc xanh trường giấy thì đến cái chị Ngọc Bích. Rồi ok chị Ngọc Bích. Rồi bộ ngố hình con chuột màu hồng mấy chị lên trên mạng chuột hồng size tầm từ 15 cho đến 22 kg. 15 cho đến 21 kg mấy chị. Thì giá sẽ là 95.000 đồng. Và từ 22 cho đến 35kg là giá 110.000 đồng. Chốt cho em mã chuột hồng. Comment cho em mã chuột hồng kèm ký nha. Lên cho em mã là chuột hồng kèm ký số thoại giùm em nhân viên chốt đơn với chị chuột màu hồng nha. Mấy chị biết ra muốn mua gì mấy chị ơi. Đầm 2 dây sọc màu xanh, sọc màu vàng 26kg chị Kiều Mụi. Rồi ok đấy, trời ơi đẹp lắm tình yêu ơi. Xuất sắc mấy luôn. Mấy chị 2 mấy cục dây. Rồi mong rồi, là 2 mấy cục dây 18kg, 2 cá 2 màu chị Nguyên Thảo. Rồi ok là em có là tầng màu vàng, tầng màu xanh và tầm màu kem. Thì cái màu chị cái màu đó thì lên luôn cho chị nào lấy cái nào lấy nha. Rồi em có 3 màu là tầm màu vàng, tầm màu xanh và tầm màu kem mấy chị. Xanh nè, vàng và kem, thì chị lấy cái nào lấy nhé. Rồi lên cho em bộ này là bộ chuột màu hồng, chốt mã chuột hồng. Chuột hồng là bộ ngố dành cho bé gái size mấy chị là từ khoảng 15 cho đến 22 kg, là giá sẽ là 95.000 đồng. Từ 24 kg thì mây hồng. Rồi 23 kg cho đến là không quên lộ 21kg đổ lại là size nhí nha chị, chùi hao với chị xíu 21kg. Chị My Hè không có chiều nay gửi mai nhận đâu chị ơi. Không có thể là mai còn đang gọi điện rút đơn chứ không có gửi nhận được nha. Không bao giờ mà gửi như vậy được mấy chị. Máy bay cũng đi không kịp luôn á, bị Diễm đi không được luôn á. Không có đường mấy chị. Vậy mà đẩy hết hàng rồi đợi xíu bên nổ cái mẫu khác cho mình nha chị. Mua cái gì cũng nói ra chứ mấy chị mua đó là không là chịu chết á, không đi được. Mua cái này mua. Bây giờ mà em mà tắt like xong em chạy qua nhà chị liền còn chưa chạy kịp nữa làm sao, shipper nó chạy được không chạy được. Không chạy từ đó được. Rồi lên cho em cái này là lên cho em mã là chuột hồng, size từ 15 cho đến là 21kg là giá 95.000 đồng. Và từ 22 cho đến là 30 gian bộ ngố tiếp theo em ơi. Rồi từ 22 cho đến là 35kg là giá 110.000 đồng cho chị bộ ngố tiếp theo em. Mấy bộ kia kìa, mấy bộ con gấu con đầu kia đưa chị tiếp theo. Rồi bộ sọc rút dây bên em có size bộ giống chị Diễm đang mang là cái chân đáy là mã là sọc hồng. Rồi còn bộ là màu vàng và màu kem đó là bên em có ký từ 7kg cho đến là 27kg, giá là 112.000 đó. Chị nào lấy sọc mẫu mẫu nào thì kêu giùm em là ví dụ như là rút hồng, rút vàng hoặc là rút kem tùy ký nha các chị nha. Rồi đây rồi, đây đây đâu đi. Rồi ok chị nào lấy bộ sọc sau lưng em lấy màu nào cứ lấy nha các chị nha. Rồi có còn nhiều mẫu lắm, bộ lắm. Đồng gian màu xanh 11kg giùm Nguyễn Ái Linh. Rồi đây. Giờ không biết kêu bên em hết 12kg rồi tình yêu à. À đây bộ ngố mì bí đây các chị nào lấy ngố mì bí chút đơn tiên mẫu này nha. Rồi mì bí này size từ khoảng là 11 cho đến là 22kg là giá 95.000. 23 cho đến là 35kg là giá 110.000. Và đặc biệt mì chỉ có giá 125 từ 36kg cho đến là 62kg. Giá mì chỉ có 125. Được không 30kg thì thành thu. Lên chia mạng ngố chữ. Comment chia mạng ngố chữ kèm con nạn số ngoại nhân viên chút đơn chị bộ ngố chữ nha. Con ngố chữ giúp em rồi bộ này mẹ TikTok với chị. Chị Nguyên Thảo là chị lấy là 2 váy cột dây là mã riêng. Là mã là rút hồng và rút kem là riêng đúng không chị Nguyên Thảo? Rồi rút hồng rút kem là 2 bộ kia. Còn váy cột dây là 2 cái mã váy ở dưới là 2 mẫu khác nhau nha chị ơi. Rồi rút hồng và rút kem. Ok. Váy cần màu kem 13kg chị Kim Anh. Chị nào mà vừa ký mua ngay cái bộ này về mặt cảm nhận nha chị. Siêu đẹp luôn á. Bữa gì thì phải chụp lén. Chân ái luôn đó thì đó. Ai mà nghĩ ra cái sọc này thật sự quá là hay luôn á chị. Quá là đẹp luôn. Vô tình là em mua được cái vải này về may thật sự rất là vui luôn mọi người. Và em mua được không những có ba mấy màu rồi em mua 10 màu sọc khác nhau. Có chữ 11kg và 15kg thì Ngọc Bích ạ. Mà em còn 5 cái màu sọc nữa. Bây giờ em đang nghỉ mẫu để coi may như thế nào cho nó đẹp nữa. Mấy chị thích cái kiểu nào chị gửi qua cho em coi thử may kiểu nào cho nó đẹp thêm. Rồi cái này mã TikTok mấy chị, comment cho mã TikTok đi. TikTok này có size mấy chị hết size hả? Size 4 hả? Rồi TikTok giùm em đủ size cho mấy chị đó là từ 6kg cho đến là 28kg mà ok giá 99.000. Chốt chi mã TikTok. Cái lưng quần đây may rất là đẹp nha mấy chị nha. Lưng quần này mấy chị nhìn này giống như cái lưng quần em đang mang này, thật đẹp lắm mấy chị.
mặt đẹp mà dễ chịu nữa. Rồi lên cho em cái này mặc tới đâu dạng tới đó đi, siêu đẹp luôn. Chú cho em mã đó là TikTok chị. Comment cho em mã TikTok nha, vì cái này sao mấy chị. Rồi em đang TikTok rất là nhiều chị mua luôn, em phải may thêm rất là nhiều để cho có đủ hàng nè. Đó mấy chị bên TikTok mấy chị qua mua nhiều khiếp lắm. Dạ không đủ được nha chị ơi, thông cảm giúp em này không đủ được tại vì em hết hàng á các chị. Comment cho em mã TikTok kèm con nạn xuống rồi giùm em nhân viên chút đơn chị bộ này mã TikTok nha. Tình yêu lấy TikTok chút mã TikTok giùm em chị rất là đẹp luôn, xa từ 6 đến 28 cái giấy 99. Rồi 6 đến 28 cái giấy 99 nha mọi người. Rồi bộ đây là bộ cái con chợ đây dễ thương chưa, lên cho em mã này là mã N1 đi. N1 này còn mấy bộ nha? N1 còn bộ đó. Còn bộ cuối cùng họ bộ đây cũng đẹp nè, hết hàng. Bộ này bữa em nói tính may mẹ bé là bây giờ không có vải để may nè. Vì cái vải sập nó khó lắm chị, vải sập đây rất là khó luôn, đi mua hàng không có cái không có vải. Không có mấy cái vải này để mà may luôn. Bữa trước em nói để may cái mẫu này cho mẹ bé là bây giờ chịu chết rồi, không có vải để may nè. Còn bộ cuối cùng của bé thôi. Size này tầm khoảng là 17. À, cái này tầm 17 18 kg là ok mấy chị, chốt cho em mã N1 95.000 bộ. Rồi 95.000 đồng bộ nha, chốt mã N1. 95.000 thật sự với lại bé Diễm chỉ lại được có vài ngàn thôi vì cái hàng em may nó vải đẹp lắm mấy chị. Ui cái đầm này còn hồi nha. Đầm này còn. Để tiếp tục hai cái chị Thanh Thư. Tiếp tục cái chị Kim Thúy. Ba cái hả? Chị Trang Thệ bên tiếp tục sau 13 cái kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi 69.000 chốt cho em mã V69. Số 5 số 6. Comment cho mã V69 mấy chị, size 65 66 con này. Rồi rồi số 3. Dạ bên em không có mã rút vàng và rút xanh nha chị. Rút vàng thì ok, mà rút xanh thì bên em không có hàng. Rồi ok, cái này là bộ gì đây, sọc vàng, sọc cam, sọc hồng là cái mẫu em đang mang là trong váy. Mẫu em đang mang là sọc hồng là trong váy, hai mẫu còn lại là bùm rút. Và mẫu này là sọc xanh mấy chị, là váy mấy chị. Bùm rút xanh đây nha. Không có rút. Rút xanh đây là TikTok. À, rút xanh là mã TikTok mấy chị. Bộ này là lên cho mã TikTok cho đúng mấy chị, chứ đừng mấy chị sai là nó khác á. Bộ này mấy chị lên cho mã TikTok đi. Bộ này là mã TikTok nha, rồi comment lại giúp em cho. Rồi chị Diễm Khang lấy mẫu nào ghi lại giúp em cho chính xác nha. Rồi TikTok. Rồi chỉ cần lên là mã kèm cái ký mình còn mua là được ạ. Sọc vàng, sọc cam, sọc hồng là mẫu em đang mang. Trong váy hồng vơ cam với vàng là quần mấy chị. Mẫu này là 69.4 cho chị Nguyễn nha. Rồi. Cái này là sọc xanh. Để rồi các chị để điện thoại tí nữa tắt like nha, nhân viên sẽ gọi điện cho mình nha các chị. Tầm 1 tiếng sau là nhân viên sẽ bắt đầu gọi điện từ đây tới tối nha các chị nha. Rồi lên cho em mã V69 nè, còn mấy cái này. Rồi ok này, cái này tầm 12 10 cái này tầm khoảng là 11 12 kg với lại là 14 15 kg. Rồi em còn 11 12 và 14 15 kg với chị, giá là 69.000 chốt mã V69. Comment cho em mã V69 kèm ký nha. V69 kèm ký số thoại giùm em chị. Có 11 12 10 TikTok 12 cái chị Trịnh Thùy Lan. Rồi ok chị. TikTok 27 cái chị Khánh Vinh. Rồi cái này còn mấy cái. V69 12 cái chị Như Ý BT. Dạ sạch xong em còn biết 11 em hết mẹ 46 rồi nha chị. Rồi mẹ hết rồi. Sạch hồng chị Trúc Hai Nè lên giùm em là kèm ký nha. Mẹ với chị đồ. Đã kèm ký kèm số điện thoại để lên đơn nha các chị. Mấy chị mua cặp mấy chị cố gắng theo dõi em mua sớm á. Chứ mấy chị mua chừng một trễ chừng 1-2 bữa là em like hết hàng à. Nhà em like bán nhanh hết lắm. V69 nên em còn một cái cuối cùng 14-15kg à. V69-14 chị Linh Phạm Thụy ha, em hết hàng. Rồi ok hết hàng, váy còn tiếp trong váy màu xanh lá 16kg chị Trần Vinh. Rồi ok chị Trần Vinh. Rồi cái mẫu đây mấy chị chốt cho em mã gấu hồng. Comment cho em mã gấu hồng kèm ký số thoại nhân viên chốt đâu mấy chị. Cái này là mã gấu hồng cho em, size là từ 12kg, 11kg cho đến 20kg mang vườn. 11 đến 20kg chị, giá 89.000 bộ nha mấy chị nha, nhớ thương chưa. Lên cho em mã gấu hồng nha, comment cho em mã gấu hồng kèm ký. Rồi gấu hồng kèm cho em là ký của bé số hoài. Dạ ngón mẹ và bé là mẹ chữ hồng đó chị Hồng Thắm ơi, là bé 11 ký đổi lại cho chị 8 ký bên em hơi rộng ạ. Rồi lên cho em mẫu này là comment cho em mẹ gấu hồng. Gấu hồng kèm ký nha. Gấu hồng 15 ký chị Nguyễn Thị Ngọc Bích. Rồi ok em lên. Bé sọc xanh 27 ký chị Trinh Đi. Rồi ok em đứng cho mấy chị xem mấy cái mẫu sọc sọc hay cho mùi chiếc em chị. Rồi chị nào mua sau muốn mua hùng chiếc thì chốt cho em mẹ chiếc. Sọc xanh có trong đáy 16 ký. Đã sọc hồng chị Diễm đang mang 16 ký chị Vân Võ. Rồi ok cảm ơn chị. Đá hồng 19. Đá hồng 19 ký chị Trần Thoa. Rồi ok cảm ơn chị Trần Thoa. Rồi các chị chốt chất sản phẩm giúp em nha. Bên em không đủ sẻ được các chị. Nhân viên nó không có dám sẻ đơn á các chị ạ. À. Nên mình chốt chất sản phẩm để nhân viên nó chốt đơn cho nhanh nha các chị nha. Rồi mẫu này nãy giờ bé Diễm chưa có mang mọi người ơi. Đây màu rất là đẹp luôn nha.
Ờ, à, cái màu đẹp, trời ơi. Màu cột 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 cái dây lên lên cho em xíu rồi mấy chị chốt cho em mẫu này đi. Mẫu này nãy giờ em chưa có mang nè. Trời ơi, em mang cho mọi người xem nha, cái này mặc dễ thương lắm. Rồi lên cho em cái này là tầng cam. Comment cho mẹ tầng cam cột nơm chị lại cái. Rồi mọi người đợi em xíu một cái nói chị chốt phải tầng cam giùm em đi size mấy chị là từ mấy ký này từ 8 cho đến 18 ký là giá 84.000. Rồi xong xong cái trong bán trước chị zombie rồi nha chị. Rồi từ 19 cho đến 30 ký là giá sẽ là 94.000 và mẹ chị có giá 100 bao nhiêu 14.000. Trời ơi đất ơi, một mẹ có 114.000 đồng, quá rẻ luôn á chị. Quá rẻ nha mọi người nha. Với giá 114.000 đồng á chị ra chợ ra đồ mua chưa được cái đầm em bé luôn mà nhà em bán cho chị đầm mẹ luôn nha. 114.000. 84 94 và 114 á chị. Rồi tình yêu nào lấy thì lên đơn như cái này kèm phụ kiện mua thẻ tóc thẻ ô rồi ra đi biển đi đồ chơi cho nó bài bản nha chị. Đây tùng sập hộp là để lúc nãy chị Diễm đang có trong đấy á. Em kéo 22 ký và 53 chị kéo khoe nè. Đây mà cái này mà mấy bé gái nó cứ đứng trước gương là nó cứ lắc biết. Đầm kèm 78 cái chị Kim Anh. Đấy đẹp hả chị ơi. Rồi tình yêu nào lấy thì lên đơn nhanh tay lẹ cái trong giùm em luôn. Đầm kèm chị Diễm đang mang. Để là tầng cam em chốt xa từ 10 kg cho đến là 50 đô kg ạ. 8 kg cho đến khoảng 52 kg nhé. 52, 53 kg. Ờ, 55. Vậy không có 60 kg được chị. Cái này á, là nó rộng hơn xíu cũng được. Nhưng mà nếu mà em sợ mấy chị nói ừ nó hơi ngắn ngắn thôi. Cần cái này mặc cỡ như em là vừa. Em sao sao em không có 46 kg nha chị ạ. Em là 1m58 mà nặng là 52 kg. Lại mặc như thế này nha. Nói chung rộng không hơn. Không có sợ bị chật nhưng mà chỉ sợ là mấy chị cao quá là nó ngắn quá nó làm đẹp cỡ này là đẹp nhất nha mấy chị. Em là mặc cái lớn nhất rồi. Rồi lên cho em cái này là tầng màu cam kèm ký số hòa giùm em nhân viên chốt đơn chị. Rồi qua tiếp em cho chị cái mẫu nào tiếp theo. Ờ cái đầm đã còn cái nha. Rồi còn mấy cái nè. Ờ cái đầm body đã còn cái thưa chị luôn. Rồi đầm đây còn 20 cái rồi xem với chị 62.000 đồng chút mình mẹ lên 62 đầm suông. Đầm dạng đầm bóng chày này 62.000 lên trên mẹ lên 62. Rồi size này tầm khoảng là 13 ký này, 12 ký này. Hả? 12 đến 14 kg mà. Chị rút có màu hồng 16 kg chị tròn vịt. Rồi 12 cho đến 16. 16 hạt 12 chị như ý đều kê. 12 đến 16 kg màu kê giá 62.000 chút mẹ V62. Rồi comment cho mẹ V62 mấy chị. Comment cho mẹ V62 kèm ký số thoại nhân viên chút đơn nha. V62. V62 kèm ký. V62 12 chị Nguyễn nè. Rồi ok cảm ơn chị Nguyễn Nga nè. Rồi tiếp tục nè. Đầm này đầm body. Còn hai bên. Cô 62 yêu cầu một cái 15 16 kg ạ. Rồi ok còn lẻ. Không. Lẻ là màu xanh, xanh lẻ. Đó là màu xanh lẻ hồi chị lấy bao nhiêu ký á? Rồi chị cứ dùng em là thể thao xanh lẻ chứ bộ lẻ là không thì không biết hết chị. Rồi thể thao xanh lẻ hồi chị tại vì nãy giờ em có quê rồi á. Đây nè thể thao xanh lẻ chị lấy bao nhiêu ký và mi lại cho em. Rồi. Đây đây là thể thao màu xanh lẻ. Đây mấy chị. Rồi thêm một xanh lại size từ 10 kg. Nói chung cũng còn lỉ size mấy còn mấy cái. Dạ 62 là cái váy á chị ạ. Cái váy á không biết là trai hay gái nhưng mà là đó là cái váy á tình yêu ơi. Rồi, chị Nguyễn nghe chị ghi lại giúp em là V62 kèm 14 kg để em chốt hàng nha. V62 nó là cái váy. Rồi kèm sọc 13 kg chị Nguyễn Thương An ạ. Rồi cái này là size từ 10 cho đến là 23 kg thì giá sẽ là 89.000 đồng. Và 24 cho đến là 39 kg là giá 99.000. Size 40 kg trở lên là giá 120. Em còn mấy bộ sao mấy chị chốt cho em mã là xanh lẹ đi. Còn tí trong khi nó chia hàng cho. Còn cái nào nói cứ nói. Rồi đầm body này mấy chị còn có cái chốt mấy chị là V bao nhiêu chị? 59.000 luôn đi nha. Chốt cho em mã V 59 size là dành cho bé tầm khoảng 15 16 kg là ok. Đầm body rút hai bên. V 62 14 chị Nguyễn nghe. V 62 15 kg chị An Nguyễn. 59.000 chốt em mã V 59 mấy chị. Cô 62 từ 1 ký chị Thương Thủy. V59 giùm em chốt mã V59 nha mọi người. Rồi ok. Cái mẫu tiếp theo nha. Thấy rồi em. Hai người mấy không? Chị đo thêm tí luôn. Rồi đi chị cái đầm là đầm phần đầm này lên luôn đi. Bao nhiêu tiền đây? Phần cam là 4,5 chị Thu Anh. Sang lệ thể thao 20 ký chị My Huỳnh. Rồi ok nè. Rồi tiếp tục mấy chị. Lên cho em mẫu đầm đây, chốt cho em bao nhiêu tiền vậy? Tây phòng hả? 89.000 tây phòng đúng không? Rồi xem mấy chị đầm này giá 80 mấy ngàn này. 84.000 đi chốt cho em mã tây phòng mấy chị đầm tây phòng nha, 84.000. Lên cho em mã đầm tây phòng kèm ký xuống thoại size cho mấy chị là từ khoảng là 11 ký này. 11 đến 23 24 ký ha ok. 23 ký chị, từ 11 đến 23 ký chốt mã cho em mã tây phòng. Comment cho mã tây phòng 84.000. Chốt mã tây phòng nha, tình yêu lấy đầm tây phòng, chốt mã tây phòng kèm ký. Tây phòng và kèm mẫu yêu là cưới của bé xuống lại nhân viên chốt đơn chị đầm tây phòng 80.
4.000, size từ 12 cho đến là 23kg. Rồi cho em cái bộ coi cái rút hồng hồng cho đẹp kìa. Đó, cái bộ đó màu đẹp các màu nữa kìa, nó tán rốt rồi còn mấy bộ. À, áo gia đình, có chị nào lấy áo gia đình trước khi mà áo gia đình kìm cái bí đó chị. Áo gia đình và kèm hộ em là tiếng của bé Tuấn Hoài nhân viên chút đó chị, áo gia đình nha. Tình yêu lấy áo gia đình chút mà áo size từ 6kg cho đến là 19kg là giá sẽ 82.000. Tôi không được 9kg chị Trần Thoa. Rồi từ 20kg. Tôi không 17kg chị Nguyễn nha. Rồi ok nè. Từ 20kg cho đến là 33kg dịp là giá 92.000. Về cycle sẽ là từ 34kg cho đến là 82kg ok. Giá cycle sẽ là 118.000 đồng một cái. Chúc chị mà áo kem con nạn xuống hòa nhân viên chút đơn nha. 82.000 đồng sang nhí 92 xa đại và cycle là 118.000. Chúc chị mà áo gia đình kìm ký nha chị. Áo gia đình kìm cái bé này. Rồi tiếp tục đi em ơi. Cho em bộ này comment cho em, trời màu quá đẹp luôn. Màu nó nè. Rồi lên cho em mã đó nè. Cái màu đây màu quá đẹp mấy chị, màu hồng dễ thương không. Lên cho em mẫu này, mẫu gì cho nó mới mới, nó khỏi duyên khỏi trùng ta. Comment cho em mã nè. Lên cho em mã là A1 đi mọi người, cho nó khỏi lộn với mấy cái thằng kia nha chị nha. Comment cho em mẫu này A1, màu nó rất là đẹp luôn này mấy chị. Bộ rút màu mã cho em là A1 nha chị. Size màu áo màu đen màu hồng 15kg chị Bích Phương. Rồi size này cho bé là từ 14kg cho đến 15kg. Dạ, áo gia đình một màu nha chị Thanh nữa. Rồi màu đó là quá đẹp rồi mấy chị, màu đó rất là trend của năm nay và cực kỳ hot của người lớn nha. Ngay cả mà thời trang của nam rồi này kia nó cũng đang cái màu đó. Dạ rồi các chị ơi, các chị chốt giúp em là trên là tầm 90-95 nghìn đổ lên là bên em sẽ gọi điện chốt đơn hết luôn nha các chị nha. Rồi ok này, lên cho em mẫu này comment cho em mã A1 size từ 14 cho đến 28kg, giá là 99.000 chốt mã A1. Lên đơn cho em mẫu này là A1 kèm ký nha. A1 kèm ký bé, số điện thoại giùm em nhân viên chốt đơn chị. Mẫu bộ này là mã A1. Rồi tình yêu lấy A1 chốt mã A1. A1 giùm em mấy chị. Rồi các chị nào lấy sau lưng nữa thì lên đơn giùm em để em kết thúc hai nha chị nha. Vì em cũng có việc đó, thành ra hôm nay em chỉ lấy ít thôi. Rồi hẹn mọi người là nếu mà khi nào em like lại thì em sẽ thông báo, vì em cũng đang có việc nữa, thành ra em sẽ nghỉ vài hôm. Chị nào có, chị nào mà muốn mua đồ rồi này kia còn gấp thì mấy chị có thể chụp lại màn hình, hoặc là những cái mẫu mà em đăng, hoặc là mấy chị có thể xem lại livestream phát lại á, mình chụp cái nào mấy chị có thể là chụp gửi qua tin nhắn cho em sẽ có nhân viên chép tin nhắn cho mọi người. Nhưng mà mọi người lưu ý cho em là nhân viên em cũng hơi ít đó, thành ra mọi người cố gắng là mình nhắn tin mình đợi giùm em xíu thì nhân viên sẽ chép cho đó, chứ còn mà biểu gấp chép liền không chép được nha chị. Giống như em đang like như thế này thì nhân viên nó cũng đang phụ em để làm á, thành ra là không chép kịp. Vậy gấu xanh là mã nào chị ơi? Gấu xanh nãy giờ chị giữ một em lên. Kia gấu xanh bộ kia đâu chị Giang ơi. Rồi lên em lên lại mã gấu xanh cho. Đưa chị Bích Phương ơi, chị xem giúp em là phải mẻ này không chị, để chốt cho đúng đó chị ạ. Rồi gấu xanh. Chị nào để đặt hàng trên live stream thì đợi nhân viên gọi nha chị, đừng đặt thêm trên tin nhắn kiểu nhầm đơn đó nha các chị nha. Nhầm đơn. Rồi lên cho em cái này là mẹ gấu xanh này, tình yêu lấy gấu xanh chút mẹ gấu xanh. Mẹ em là 15kg chị Trinh Quỳnh. Rồi ok nè. Em là 20kg chị Huỳnh Ngọc Lệ. Rồi ok nè. Rồi tình yêu nào muốn lấy thêm cái nào mấy chị cứ comment lên giúp bé Diễm nha. Rồi mẫu á, em lên lại mấy cái ở sau luôn. Các chị nào muốn lấy cái nào mấy chị lên đơn giúp em nha. Cái mẫu đây lúc nãy là em vừa thay ra nè, mẹ cho em đó là sọc hồng. Rồi tình yêu lấy sao sọc hồng đây là trong váy nhé. Rồi áo này vải đẹp, vải siêu đẹp luôn này. Rồi comment cho mẹ sọc hồng size từ 6kg cho đến là 22kg giùm em. Là giá là 115.000 đồng, 23 đến 39kg là giá. Còn màu vàng thể thao chị Linh Trúc. Rồi ok. Chị Linh Trúc qua trả lời giúp em là có tay hay sát nách giùm em để cho đúng nha. Rồi ok. TikTok 13kg chị Nguyễn Phương An. Rồi chị nào muốn lấy thêm cái nào dùng đơn báo em nha. Do hàng em nó cũng còn nhiều mà nó cũng lẻ lẻ lắm á chị, thành ra em người like quá, để mấy cái này cho mấy chị nhắn tin cũng được. Gấu xanh thêm một bộ 18 chị Nguyễn nha. Rồi lên cho em mã đầu tiên là sọc hồng nè. Rồi sọc hồng kìm ký nha. Cái này là gấu màu xanh, tình yêu lấy bộ gấu xanh chút mà gấu xanh kìm ký. Rồi có áo gia đình luôn nha chị Lương thì kim con nữa. Rồi áo gia đình thì chút mà áo kim con nặng giúp em đi mọi người. Áo là cái size từ 6 cho đến là 19kg là sọc giá. Sọc hồng 22kg chị Thơ Huỳnh. Rồi 82.000, xe đại sẽ 92.000, là từ 20 đến 33kg là xe đại giá 92.000, và xe từ 34kg trở lên đến 82kg là giá 118. Comment xe mã gia đình. Rồi đây bộ gấu xanh mấy chị, chúc mẹ gấu xanh. Bộ này mã TikTok nè, các chị nào muốn lấy thêm cái nào dồn đơn cho đủ đơn thì báo em nha. Em sẽ nghỉ tầm khoảng ít nhất là một tuần mấy chị, em không like tầm khoảng một tuần. Thành ra là mấy chị rồi cố gắng là nếu mà có còn mua đồ gì đó thì có thể là nhắn tin qua cho bên em. Không thì hẹn mấy chị một tuần nữa cái diễn sẽ like lại nha. Rồi đây mấy chị. Rồi cái này là sọc màu vàng nè, tình yêu lấy chỗ sọc vàng xuất sắc. Sọc vàng này không mua hơi phí luôn mấy chị, đang mùa. Sọc hồng có cái dây rút em chốt cho chị Đào Nguyễn 13kg ạ. Trời đẹp chưa mấy chị ơi, xuất sắc luôn á. Mẫu quá đẹp luôn, cái form của nó may nè. 112.000 đồng, một cái đồ thiết kế size cho mấy chị đó là từ 6kg cho đến 26kg mấy chị. Giá chị có là 112.000 đồng mấy chị chốt. Gấu xanh 10kg chị ăn bên lấy hồng thập.
sọc vàng quá đẹp, cái nồi sọc mới năm nay nha chị nha, sọc vàng này mặt rất là đẹp luôn. Rồi mẫu này màu cam, trời ơi đẹp. Mẫu này bữa trước em tiếc là em không có may nè, mà bây giờ hết vải rồi không có còn vải để mà may nữa, thành ra thôi còn cái nhiêu bán bao nhiêu nha. Cái này thì em không có mẹ, chỉ có bé thôi. Tầm 2 cây bên em có size từ 8kg cho đến là 53kg luôn nha chị. Chị kêu muốn muốn mua ký nào, hồi nãy chị đặt là 26kg đó chị ơi. Rồi lên cho em cái này là comment cho em mã là sọc vàng. Sọc quên sọc cam nha. Sorry mọi người, cái này sọc cam đời sọc quá xuất sắc luôn, size từ 6 đến 26kg, giá là 112.000 đồng. Chốt cho em mã sọc cam. Rồi tôi đi lấy sọc cam, chút phải sọc cam này. Rồi cái đây đầm này em có tổng cộng cho chị là 3 màu, toàn màu xanh, toàn màu vàng và mỗi em đang mang là toàn màu cam. Ở gia đình em chốt chị hoa tròn là 30 và 70. Ok nè, toàn màu xanh này mấy chị, toàn màu cam này, màu nào cũng đẹp luôn. Và màu vàng, tôi đi lấy toàn màu nào chốt chị nữa, toàn kèm màu nha. Toàn kèm màu kèm ký, số hỏi nhân viên lên đông cho chị, toàn kèm màu nha chị, có đẹp luôn. Sọc hồng là 20kg, thì sọc cam nó không có 34kg à. Nếu ngược lại thì được là sọc hồng là 34 và sọc cam là 20 thì có nha chị Long Ngon nha. Còn ừ, nếu cái chị chốt như vậy là hết hàng ạ. À, màu cam này chỉ có size 26kg đổ lại. Còn sọc màu hồng là em có đủ size từ 6kg cho đến 60kg là màu hồng. Màu hồng có size từ 6 cho đến 60kg. Chia làm 3 giá tiền, size nhí là 115, size đại 130 và size cồn 165.000 đồng. Rồi sọc màu cam 12kg chị Diệp Phương. Rồi bộ đây là màu rồi chị có Long Ngon ơi, chị lên giúp em lại nha. Là chị ghi giùm em là ngược lại giúp em nha chị. Sọc màu cam 26kg chị Thúy Bùi. Rồi ok, cảm ơn chị Thúy Bùi nè. Rồi cái mẫu đây, cái móc của chị đâu ta? Cái mẫu đây mấy chị làm có hai màu là màu xanh với lại là mã mới. Chị nào lấy sọc màu xanh thì chốt cho em, mã sọc màu xanh thì chị nào lấy mã mới gian gian. Sọc hồng 34, sọc cam 20, chị Nguyễn nghe Long Ngon ạ. À, đây mấy chị. Rồi cái này là mã mới nha, hình mẫu mặt rất là đẹp luôn này. Rồi chị lấy mã mới chốt cho em, mã mới kim ký nha. Đây đây. Đây nha mọi người, mã mới cho em. Mã mới này bữa trước là em có mẹ và bé, nhưng bữa nay hết mẹ rồi, chỉ còn bé thôi. Còn vài bộ chắc cũng còn hết rồi mấy chị. Nhanh tay giùm em chứ còn chắc là 1-2 ngày. Mấy tầng màu cam và màu vàng. Em chú tầng cam và tầng vàng là hai vải chị Su Ri Trần. Vải đây là vải liên dệt hàng cao cấp. Liên dệt hàng cao cấp mặc tới đâu dạng tới đó giùm chị em. Chị Zimmy, em báo chị Zimmy là chị có đơn mã là sọc xanh có cái chân váy. Chị Zimmy số điện thoại 919 nha chị ạ. Rồi lên cho em mẫu này, comment cho em mã mới hoặc là sọc xanh. Có hai màu, chị nào lấy màu nào chốt cho em kèm màu nha. Rồi mới hoặc là sọc xanh. Mẹ mới thì còn chị Ngọc Bích. Rồi ok nè. Mới hoặc là sọc xanh, cái mới cái mấy cái mẫu mà như này nè, nếu mà chị nào bụng tròn thì trừ heo 1 kg thôi, còn chị nào mà bụng ốm thì đừng trừ heo. Mẹ mới chị Nguyễn Lạc ngay lọc không? Đó, vì cái này là nó canh theo cái vòng eo của bé nè. Đó, mà chẳng lẽ bây giờ em phải lấy cái thước em đo từng cái thì nó cực quá. Nhưng mà em sẽ bày cho mọi người, ví dụ như mấy chị mà bé nhà mình bụng hơi tròn á thì mấy chị có thể trừ heo lên 1kg cũng được. Còn nếu mà chị nào mà dạng như bé bụng quá ốm thì mấy chị cũng giống như là 16-17kg, nhưng mà bé bụng ốm quá mấy chị đừng trừ heo nha, kiểu này là em sợ nó tụt á. Mấy chị còn chị nào bé bụng tròn trừ heo lên xíu xíu cũng được. Cái này là nó sẽ có là lưng thun nè, phía sau là lưng thun ở trước nè, chứ đừng trù heo nhiều quá là kiểu mất công về chị lại sửa là hại nha, nó rộng nó tuồn đó chị. Còn cái áo này á là mình mặc nó tới đâu nó sẽ giãn tới đó nha, mặc tới đâu mà mới đợi tới chị Châu Hạnh. Áo là mình mặc ôm, mình mặc tới đâu giãn tới đó chị, vải siêu giãn luôn nha, vải đẹp lắm. Cái này vải liên dệt rất là mát luôn giùm em, hàng liên dệt nha. Mà cái váy này, váy em may hàng thiết kế nha chị. Rồi ok nè, rồi chị nào lấy nữa lên đơn nha. Mã mới 26kg chị Thúy Bùi. Sọc cam này chị nào đang đơn một cái muốn dồn đơn lượng nhanh giùm em nha. Sọc màu cam, sọc màu vàng, sọc màu hồng. Rồi mã TikTok, rồi có cả là màu xanh coban luôn. Đây, có cả màu coban quá đẹp luôn nè, coban và đen nữa, chị nào lấy lên đơn nha. Coban và đen size từ 6 cho đến 28kg. Giá là 99.000, chốt kia mã coban luôn chị. Dạ không có của Mỹ nha chị Diễm không có báo ký của Mỹ là 46kg nha chị ơi. Rồi ok nè, coban và đen với chị. Coban và đen này size giống chị là từ 6 cho đến 28kg, giá là 99.000. Bộ rút giùm em, coban và đen. Rồi tình yêu lấy nữa lên đơn nha, rồi ok. Rồi các chị nào lấy cái nào nữa thì nhanh lên. Mã mới 21kg chị Nguyệt Ánh. Rồi ok, cảm ơn chị Nguyệt Ánh. Đây là bộ mã mới 11 chị Ngọc Bích có. Xanh có 35 chị Bích Phương. Rồi ok nè. Rồi cái này là áo gia đình mấy chị, chốt mã áo gia đình size từ 6 cho đến là 19kg. Dạ, xếp váy sọc cam là cái nào chị Bê? Rồi xếp váy sọc cam có lẽ là cái này ạ. Mã mới. Mới là mã mới. Rồi chị Dâu Phạm đó, đúng là ghi em mã mới chị Dâu ơi. Mã mới nha, chị Dâu Phạm như đây nè. Mã mới nhá, tình yêu nha. Mới đẹp lắm mấy chị. Trời ơi, bé nào nhận hàng cũng kêu ồ đẹp quá em ơi, đẹp quá. Ngày hôm qua em nhận mấy cái lô án sọc mà cam có 21kg nha chị ghi giùm em, sọc cam 21kg phải nên trước hàng và gọi điện trước đơn hả? Nhưng mà mấy chị biết sao có bao 28 chị Thúy Bùi. Em bên em không có đăng những cái lời khen của khách nhiều không, tại vì ngày nào cũng có gần mấy chục chị cả trăm chị khen thì không ở có gia đình chị ăn với Lê Hồng Thập từ mấy chị mua cảm nhận mẹ mới 14kg chị Dâu Phạm đó.
tự mọi người mua cảm nhận thôi, chứ còn mà mấy chị khi có nhiều chị dễ thương lắm, mấy chị nhận hàng xong đẹp, mấy chị nhắn tin đồ bình luận rồi em khen, nhưng mà bên đây bạn mới đi làm mấy chị vòng tay không có thời gian nữa, không có chụp đăng đồ này kia, giống như khoe đồ này kia, không có thời gian khoe luôn mọi người nha. Chứ mà hàng thì thật sự chị nào nhận hàng cũng cũng kêu ồ đẹp quá, thì sắp có 322 cái chị thơ hình rồi, ok nè. Rồi lên cho sọc màu kem, sọc màu vàng 15 cái kiểu hình tùy. Ok, trời mấy cái mỏng sọc hot cực kỳ luôn á. Phải nói là giống như là hoa hậu với á hậu nhà em á. Nó hot khủng khiếp đó chị. Rồi cái này áo gia đình tình yêu lấy áo gia đình, chúc mạo gia đình. Và bộ này bộ ngố chữ ngố giùm em, comment cho mẹ ngố cũng được ngố kèm con nạn số hoài ngố đây là mẹ bé. Và áo này áo gia đình có đủ size từ 6 cho đến là 82 kg. Còn bộ ngố này em có đủ size cho chị đó là từ 11 cho đến là 62 kg. Nha, thì chị lấy là đơn này. Ngố đây là size nhí sẽ là 95, size đại là 110.000 và size mẹ là từ 37 kg cho đến là 62 kg, mẹ là 125.000. Sọc hồng là cái gì Diệp Phương? Lên mạng ngố. Con áo này là size nhí 82 đại 92 và size cổ là áo gia đình chị Hồng Thắm có đơn. Áo size cổ là từ 34 kg cho đến 82 kg, size cổ là 118.000 đồng. 82, 92 và 118. Chốt cho em áo gia đình nha. Sọc màu xanh. Sọc xanh đây nè em ạ. Sọc xanh đây, đây đây, sọc xanh lại đây. Sọc xanh và sọc cam hai đây thì mặn chưa. Rồi ok nè. Sọc xanh và sọc cam là cái này. Rồi đầm đi, Diễm đang mang là có 3 màu, của chị nào lấy thêm thì lấy nha. Đây. Rồi đầm đi, đầm em đang mang là tầng màu xanh, tầng vàng và tầng cam. Ai lấy tầng màu nào chốt cho em ạ. Đầm tầng kèm màu nha mấy chị. Size mấy chị là cũng ba size, size nhí sẽ là 84.000, size đại 94 và size mẹ như em đang mang là 114.000. Chốt cho em mã tông xanh. Ngón mẹ và bí 18.50 chị Phượng Trần. Rồi ok, cảm ơn chị Phượng Trần này. Hả? Lờ vơ cam là bộ ngố. Bộ ngố lờ vơ một cam đang nằm đầu. Đây đây đây, còn mấy bộ nha thôi. Rồi lờ vơ cam luôn mấy chị, chốt mã lờ vơ cam luôn. 95.000 đồng size nhí với lại còn mấy bộ này. Rồi chốt cho em mã lờ vơ cam kèm ký luôn nha mấy chị. Size nhí là 95. Xe đại là 101 mà em cũng biết còn mấy bộ, còn 3-4 bộ à, sắp hết. Mẫu này em like, bữa giờ cũng sắp hết rồi. Rồi mấy chị cứ lên ký con bé bé Giang lấy size cho mọi người nha. Rồi ok này, tầng màu vàng này. Mẹ mới 26 và đây 6, chị Linh Đê Hồng Thu ạ. Rồi ok, đây là tầng vàng nha. Tầng đây là size 18kg, độ từ 8 cho đến 18kg là giá 84.000. 19kg cho đến 84.000. Dạ 47kg bên em có mẹ là ngố chữ hồng đó chị Bích Phượng ơi, chị lấy giùm em, ghi giùm em này. Chữ hồng 47kg là bên em biết nha. Chữ hồng, mối chữ hồng này. Rồi, chữ hồng là size đủ là từ cho mấy chị đó là 11 cho đến 62kg là cái size. Rồi mấy chị lên đơn giùm em nha. Rồi đầm tròn. Đầm tròn này cũng có đủ tay là từ 8kg cho đến 52kg là quay đầu. Đầm tròn đây là mỹ nào cam mấy chị. LV cam bên em có size từ 11kg cho đến 17kg, mẹ là LV cam 11-17 thôi ạ. Giá 95.000, 11-17kg mấy chị hết hàng rồi. Em còn size 11-17. Cái bộ đây bộ gấu hồng là từ 11 cho đến 20kg cho em mạng gấu hồng. Gấu hồng là giá 89.000, chốt mạng gấu hồng 11 cho đến là 20kg mạng gấu hồng dùm em, giá là 89.000 đồng. Rồi đi dịp kết thúc like nha. Cảm ơn rồi. Rồi chị nào muốn lấy thêm nguồn chip kèm đâu thì comment cho mạng chip nè. Có tình yêu nào muốn lấy thêm nguồn chip kèm đơn comment cho mẹ chip nha mấy chị nha. Em bán từ combo 3 cái. Size mấy chị là từ 6kg đến 18kg, chị combo 3 cái cho em. Giá sẽ là 17.000 đồng một cái, nhân 3 là 51.000 đồng cho một combo. 51.000 đồng cho một test tập 3 cái cho em. Chỗ này rất là nhiều hình mấy chị lấy đủ lộn xộn hình nha. Rồi rất là nhiều hình nè. Rồi chị lấy quần chip chốt cho em lại chip kèm con nạn số thật. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Để sau là cái diễn sẽ lên tiếp tục siêu phẩm mẹ và bé nữa chị. Nói chung là cứ qua nhà em là mẹ và bé nhiều lắm. Sắp tới là em may chuyên, giống như là sẽ là shop bán đồ chuyên đồ mẹ và bé luôn nha. Nếu mà học 11 và 16 chị Trinh Phùng. Rồi nếu chị ủng hộ em nhiều là lần sau kiểu là em sẽ hướng theo cái kiểu là sẽ chuyên đồ mẹ và bé luôn cho chị, mua mặc cho nó dễ thương với chị. Đồng tập màu vàng chị Linh Đê Hồng Thu. Sọc vàng màu sáu của chị Ngọc Như. Một cái chai sau lưng là mỏng này. Màu gươi nhớ hả? Tham em trên lại gươi với chị. Sọc hồng 23kg, xanh lẻ 22, chị Minh Hiền. Bộ này là màu ghi, chú kia mã ghi nè. Ghi này bộ thể thao, vải thun lạnh hàng cao cấp. Xa từ 10kg cho đến là 23kg thì giá sẽ 89.000 đồng. 24 cho đến 39kg là giá 99. Và từ 40kg cho đến là em không biết còn mấy cái nữa. Mấy chị cứ comment lên đi rồi nhân viên em nó coi còn cái nào nó lấy cho nha. Chú kia màu ghi mấy chị. Màu ghi giùm em nha, thể thao, thun lạnh hàng cao cấp. Rồi chú kia mã màu ghi. Màu ghi đậm giống như là màu xám lông chuột mấy chị. Màu ghi đậm nó sang đó. Rồi em kết thúc like nha mọi người nha. Tình yêu nào muốn lấy thêm nào dùng đơn bán nhân viên nha. Nhân viên em dùng đơn luôn cho. Tí nữa là tầm 1 tiếng nữa là bắt đầu nhân viên. Màu gương 16 quý chị Văn Tây. Màu gương 16 quý chị Băng Siêu. Rồi. Ngón chữ hồng là 11 rồi. 58 Rồi.
11 và 55 ký chị Lê Huyền Trân. Rồi ok, cảm ơn chị. Dạ đều rút còn chị Yến ơi, đều rút em còn sọc hồng, sọc vàng, sọc cam á chị. Và có những cái mẫu trong livestream á chị Yến. Chị Yến xem lại và chụp màn hình gửi qua bên em vừa không chốt cho chị Yến nha. Rồi ok nè, chị nào mà chưa theo dõi kịp á, mấy chị có thể là coi lại livestream mà em đã like á mấy chị. Thích cái nào xong đó chị chụp màn hình, nhắn qua bên tin nhắn của em mà phải đợi nha, phải đợi chắc là ngày mai nhân viên nó mới chiết kịp. Tại chiều nay phải chốt đơn gấp cho mấy cái đơn trên like cho nó xong á, thì mọi người thông cảm giùm em là ngày mai nhân viên sẽ chiết nha. Mấy chị nhắn tin thì đợi đợi giùm em xíu, tại vì bên em không có nhiều nhân viên để mà mùa này nó cũng kiểu nó ế ẩm với lại cái chuyện bán giá sỉ bằng lẻ rồi không có nhiều tiền để mà tuyển nhân viên mọi người. Mọi người hết sức là thông cảm cho em nha. Đó thì ngày mai bên em sẽ chết tin nhắn cho mọi người nha, chị cũng nhắn tin qua giùm em nha, phải đợi giùm em xíu nha mấy chị. Đó chứ hôm nào mà em bán được nhiều hơn một xíu đó, không có dám cộng lại mọi người cao, sợ mất công mấy chị kêu giá cao rồi này kia, để hôm nay em bán được nhiều xíu em tuyển thêm nhân viên thì sẽ có nhân viên chết tin nhắn nhanh hơn cho mọi người xíu. Còn bây giờ mấy chị đợi giùm em tí nha, thông cảm giúp em nha. Rồi cái chị nào lấy thì lên đơn giùm em. Rồi ok chưa em. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tí nữa mọi người nhớ kiểm tra, nếu mà mấy chị bận đi đón con đóng đồ mà không nghe máy được á thì nhớ là kiểm tra tin nhắn, nhân viên nhà em nó gọi không được, nó nhắn tin cho mấy chị là kêu là chị ơi em gọi điện chị không được á, thì mình nhớ là mình trả lời lại giùm em, hoặc là nếu mà chị nào bận quá có thể cho nhân viên cái địa chỉ vô cái tin nhắn luôn để cho bên em chốt đơn cho nó nhanh nha. Vì mai mấy đứa nó có việc đó mấy chị, nên thành ra là bên em nghỉ hơi nhiều xíu. Hả? Mấy chị cố gắng, nếu mà chị nào bận quá có thể nhắn tin qua cho bên em cho cái địa chỉ luôn nha mọi người. Chị nào khách cũ á có thể là tổng tiền gửi địa chỉ cũ cho chị cũng được. Thì em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người một chiều vui vẻ nha. Rồi chị Nguyễn Ánh Nghi nè. Một kem nè, ok chị Nguyễn Ánh Nghi nè. Rồi ok nha, chị kê kích nha. Rồi ok, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.